Đao nô không còn có bất cứ chút do dự nào, ánh mắt nhìn về phía giang giật, trong tay chiến đao sáng lên vạn đạo quang mang, toàn bộ tòa thành bên trong cấm chế lấp lánh không ngớt, Ngụy Thiên Vương trong mắt tại lúc này sáng lên một đạo hào quang màu tím, rõ ràng muốn phóng thích công kích linh hồn. Đao nô, đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt già nua tiếng vang lên ở trong đại điện, đao nô đã dơ lên cao cao liền muốn đánh xuống phá thiên đao đột nhiên dừng ở giữa không trung. Đao lãnh vừa nghe đến thanh âm này thân thể run lên, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại, một chân quỳ xuống cung kính quát thanh đế. Đao nô khí tức trên thân trong nháy mắt yếu đi, đồng dạng một chân quỳ xuống, cúi đầu nói chủ nhân. Ngụy thiên vương đứng lên, còn lại thiên vương đô thu hồi binh khí, toàn bộ chắp tay nói thanh đế. Thanh đế, giang giật nội tâm hù dọa ngàn cơn sóng, hôm nay việc này thế mà huyên náo to lớn như thế, đao nô tới không sao, liền thanh đế đều truyền lời đến đây vị này chính là trước mắt toàn bộ hồng mông thế giới đệ nhất nhân A. Thanh đế thanh âm rất kỳ quái, phía ngoài thủ vệ một cái đều nghe không được, chỉ có đại điện bên trong người mới có thể nghe được. Thanh âm của hắn rất nhanh lại vang lên, cửu dương thành là thiên đế kiến tạo, người dám ở cái này động thủ sau khi trở về chính mình đi chủ nhà Pháp. Đao nô không có bất kỳ cái gì tính khí, đầu lần nữa thật sâu cúi xuống, quát khẽ nói, chủ nhân giáo huấn đúng, đao nô biết tội. Thanh đế dừng một chút, lại nói ra, Ngụy Bình Bình, mặc dù đao nô việc này làm không chính cống, không bằng hắn là sự tình ra có nguyên nhân, bản đế thay cầu mong gì khác cái tình như thế nào cầu xin tha giang giật cùng vân thiên vương bọn người sắc mặt đều trầm xuống thanh đế đều mở miệng cái mặt này nếu là không cho cử dương quân tự triệt để cùng thanh đế vạch mặt đao nô mặt mũi có thể không cho thanh đế nhiều nhất hội âm thầm tức giận nhưng trên mặt mũi vẫn là miến cưỡng có thể qua đi hắn đã mở miệng mặt này từ không cho hắn người để thanh đế làm sao xuống đài ngụy thiên vương trầm mặc mục thiên vương lại gấp hướng ngụy thiên vương chắp tay nói đại ca một cái khác thiên vương đồng dạng chắp tay nói đại ca vẫn là quên đi thôi thiên giới trước mắt có lục đại thế lực cái này lục đại thế lực là nhân tộc sau cùng hy vọng giống như lục đại trong thế lực hồng hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào đơn giản không cách nào tưởng tượng vì một cái giang giật đáng giá không vì một người lại làm cho vô số người chết đi để nhân tộc triệt để hủy diệt thanh đế tính khí luôn luôn cao ngạo hắn cả đời chưa hề đón dâu chỉ vì chứng đạo hôm nay đã đều lên tiếng, giống như không cho hắn mặt mũi này, dùng tính cách của hắn không nói về sau đối phó cửu dương quân, chỉ ít Việt sẽ không cùng cửu dương quân liên hợp tác chiến. Ai, Ngụy Thiên Vương phi thường tinh tường điểm này, hắn nhàn nhạt quét Giang giật một chút, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nguy rồi, Giang giật nhìn thấy Ngụy Thiên Vương ánh mắt, nội tâm trầm lạc đáy cốc, hắn biết rõ như còn không tự cứu, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ngụy Thiên Vương đã quyết định từ bỏ hắn, cho thanh đế mặt mũi đem hắn giao cho Đao Nô tự cứu muốn thế nào tự cứu đâu xông vào khẳng định là không được đừng nói tòa thành bên trong nhiều như vậy cường giả coi như một cái đao lãnh hắn đều trốn không thoát lộ ra hỏa long kiếm kia càng là muốn chết thanh đế như biết được thiên đế thần binh trong tay hắn đoán chừng bản tôn đều sẽ tự mình giáng lâm không tiếc bất cứ giá nào diệt sát hắn cướp đoạt hỏa long kiếm đáng tiếc cửu dương thiên đế tàn hồn ngủ say nếu không để hắn truyền câu nói cho ngụy thiên vương tự vạn sự thuận lợi trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Vương, bờ môi khẽ động truyền âm nói, Vân Thiên Vương, thiên đế tàn hồn còn không có tiêu tán, ta đã từng thấy qua thiên đế lão nhân ra ông ta tàn hồn một mặt. Ừ, Vân Thiên Vương như đau đôi mắt quét về phía giang giật, có chút run âm truyền lời tới nói, ngươi. Xác định, như có nửa câu nói ngoa, ngươi có thể lập tức chém giết ta. Giang giật phi thường khẳng định truyền âm nói, bất quá việc này mời Vân Thiên Vương giữ bí mật, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, đằng sau ta lại cùng các ngươi giải thích. Giang Giật sở dĩ lựa chọn truyền âm cho Vân Thiên Vương, mà không phải Ngụy Thiên Vương, là bởi vì hắn cảm giác nhiều ngày như vậy Vương bên trong, Vân Thiên Vương hẳn là trung thành nhất. Nếu không Vân Băng cũng sẽ không phải chịu lớn như thế ảnh hưởng tới. Hắn không dám lộ ra quá nhiều, chỉ nói là thiên đế tàn hồn vẫn còn, còn như kết cục như thế nào, hắn chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Vân Thiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm Giang Giật, tựa hồ muốn nhìn thấu linh hồn của hắn, trọn vẹn tới hai hơi thời gian, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngụy Thiên Vương, phi thường kiên định truyền âm nói ra đại ca giang giật không thể giao hắn biết rõ thiên đế tàn hồn hạ lạc ngụy thiên vương vừa mới nghĩ mở miệng nghe được vân thiên vương hắn hai đầu màu trắng trường mi thế mà đứng thẳng hắn trong con ngươi quang mang lấp lóe mấy lần ánh mắt lại hướng giang giật nhìn thoáng qua lần nữa trầm mặc hưu sau một lát trong tay hắn giới chỉ sáng lên lấy ra một cái dao găm đối với mình tay trái hung hăng đánh xuống càng đem tay trái sóng vai cho bổ xuống hắn mặt không đổi sắc lạnh giọng nói ra, thanh đế, việc này xem như ngụy mỗ có lỗi với ngươi, cánh tay này xem như bồi tội. Đại ca, mấy đại thiên vương sắc mặt đại biến kinh hô lên, vân thiên vương trong con ngươi hàn quang lóe lên, cho dù đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói đoạn một tay cánh tay không tính là gì, nhưng ngụy thiên vương là thân phận gì, việc này truyền ra có hại uy danh của hắn A. Đao nô cùng đao lãnh trong đôi mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới Ngụy Thiên Vương như thế hung ác thế mà tự đoạn một tay cũng muốn bảo trụ giang giật, Giang giật thần sắc có chút phức tạp, bất quá giờ khắc này hắn khẳng định Ngụy Thiên Vương người này xem như đáng tin cậy, cũng bởi vì Thiên Đế tàn hồn còn ở lại chỗ này cái thế giới tin tức, tự tự đoạn một tay, hắn đối Thiên Đế là phi thường trung thành. Ha ha, Thanh Đế truyền đến một đạo tiếng cười, nghe không ra hỉ nộ, hắn nhẹ nhàng nói ra, Ngụy Bình Bình, ngươi làm gì như thế đã ngươi coi trọng như thế tiểu tử này, vậy liền lưu lại đi. Đao nô trở về đi, việc này dừng ở đây, không phải tái khởi sự cố, nếu không sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thanh đế sau khi nói xong, không còn có bất luận cái gì âm thanh, đao nô cùng đao lãnh quét sang giật một chút, cái gì cũng không nói hướng ra phía ngoài tiêu xạ mà đi. Bất quá theo ánh mắt của hai người bên trong đó có thể thấy được, mặc dù thanh đế nói việc này dừng ở đây, nhưng đao ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua. chương 1694, thiên đế truyền thừa. Hô hô, đao nô cùng đao lãnh vừa đi, Giang giật toàn thân đều cảm giác toàn thân đã mất đi khí lực. Nếu không phải nơi này còn có mấy cái đại lão, đoán chừng hắn hội đặt mông ngồi dưới đất. Vừa rồi mấy lần đều kém chút chết rồi, quá kích thích, may mắn cuối cùng Ngụy Thiên Vương tráng sĩ đứt cổ tay, bảo vệ hắn một mạng. Đại ca, tất cả mọi người vây quanh Ngụy Thiên Vương, Ngụy Thiên Vương đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, đem trên mặt đất tàn tay chấn thành bột mịn, hắn nhắm mắt điều tức một trận, mở miệng nói, lão nhị cùng Giang giật lưu lại, những người còn lại tàn. Một thiên vương nhìn giang giật một chút cũng không có nói cái gì mang theo còn lại các vị thiên vương đi xuống ngụy thiên vương trực tiếp hướng bên cạnh một tòa thiền điện đi đến vân thiên vương hướng giang giật vung tay lên nói vào nói nói giang giật xoa xoa mồ hôi trên mặt bước nhanh đuổi theo tiến vào thiền điện vân thiên vương mở ra cấm chế giang giật không người bái tạ nói đa tạ hai vị thiên vương tương hộ giang giật thiếu các ngươi một cái mạng đừng nói trước giả mồm vân thiên vương lạnh giọng nói ra giống như ngươi vừa rồi nói chính là nói ngoa, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nói, Vân Thiên Vương không đợi Giang giật mở miệng, trầm giọng nói ra, người ở đâu gặp qua thiên đế tàn hồn thiên đế nhưng có nói cái gì lưu lại tình huống cụ thể đều nói một chút. Không thể nói, Giang giật chắp tay cắn răng nói, ta đáp ứng thiên đế, tuyệt đối không tiết ra ngoài hắn bất kỳ tin tức gì. Bất quá ta có thể phát hạ thiên đế huyết thệ, ta tuyệt đối gặp qua thiên đế tàn hồn. Muốn chết, Vân Thiên Vương giận tím mặt nói, người nghĩ lừa chúng ta. Bên kia Ngụy Thiên Vương lông mày có chút nhíu lên, Giang giật cái gì cũng không nói, hắn cánh tay này tương đương tựu gãy không. Bằng Giang giật một câu liền có thể xác định thiên đế tàn hồn thật còn ở lại chỗ này cái thế giới bọn hắn lại không phải người ngu. Không dám lừa gạt hai vị đại nhân, Giang giật sắc mặt có chút lo lắng, giống như không thể chứng nhận trời sáng đế tàn hồn thật tồn tại, Vân Thiên Vương đoán chừng hội sẽ hắn. Nhưng hắn không dám xuất ra hỏa long kiếm, lại không dám nói thiên đế chuyển cho hắn vô danh thần công sự tình, vạn nhất hai vị thiên vương không đáng tin cậy, hắn đồng dạng là cái chữ chết. Hắn đã âm thầm thề, không có thực lực tự vệ trước, tuyệt đối không bại lộ thiên đế thần binh cùng cửu dương thiên đế sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh nghĩ đến một ý kiến, hắn chắp tay nói, hai vị thiên vương, ta có thể chứng minh ta đích xác gặp qua thiên đế, hai vị chờ một lát. Giang giật theo trong giới chỉ lấy ra giấy bút mực, nhanh chân đi đến một cái trước bàn, nâng bút tự tranh. Hắn hòa kỹ rất tuyệt diệu, giải rác số bút một cái lão giả tựu rất sống động sôi nổi tại trên giấy vẽ xong về sau hắn cung kính phụng cho vân thiên vương nói hai vị thiên vương các ngươi nhìn xem tranh này giống như liền biết ta nói không giả vân thiên vương tiếp nhận nhìn lướt qua ánh mắt thoáng cái càng thêm lạnh đùa cợt nói ra giang giật ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao thiên đế chân dung trên thế giới này không có ngươi xem phía ngoài pho tượng có thể thấy rõ ràng mặt tùy ý tranh tấm cùng nhau liền nói gặp qua thiên đế ây giang giật trợn tròn mắt hắn quên cái này gốc dạ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Sai, Ngụy Thiên Vương đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật, thiên đế trong các có một tấm thiên đế chân dung, bất quá thiên đế các đã hơn 3.000 năm không có mở ra. Giang giật, giống như người tranh này giống như cùng thiên đế chân dung không đúng, người tự tự sát đi. Thiên đế các, vân thiên vương như có điều suy nghĩ, Ngụy Thiên Vương khoát tay áo nói, lão nhị, người đi đem chân dung mang tới đi, tại thiên đế đã từng trong phòng ngủ, cái thứ hai hộp. Hiu Vân Thiên Vương thân thể lóe lên biến mất tại thiền điện bên trong, Giang Giật nội tâm có chút lo lắng bất an, như hai tấm chân dung không giống chứ? Vân Thiên Vương có thể hay không một trường vỗ chết hắn? Ngụy Thiên Vương nhắm mắt điều tức không nói thêm gì nữa, Giang Giật lặng lặng chờ đợi. Chỉ là trong chốc lát Vân Thiên Vương tự bưng lấy một cái hộp ngọc trở về, Ngụy Thiên Vương mở to mắt, cái sau nhanh chóng mở hộp ngọc ra, lấy ra một cái quyển trục, từ từ mở ra. Ông tại bức họa bị kéo ra thời điểm ba người con mắt đều phát sáng lên. Giang giật như chút được gánh nặng, thiên đế chân dung mặc dù so với hắn vẽ uy vũ khi phái trẻ lại rất nhiều, nhưng hai tấm tranh có bảy tám phần giống nhau, có thể xác định là cùng một người. Hô hô, lần này đến phiên Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương hai người kích động, Vân Thiên Vương còn chưa lên tiếng, Ngụy Thiên Vương mở miệng nói, Giang giật, thiên đế lão nhân gia ông ta thật còn có một tia tàn hồn ở trong nhân thế lão nhân gia ông ta tàn hồn giờ khác này ở phương nào có thể mang bọn ta đi lắng nghe lời dạy dỗ sao. Thật có lỗi, Giang giật phi thường khẳng định nói ra, ta đáp ứng thiên đế, không thể đem tin tức của hắn tiết ra ngoài. Bất quá hai vị yên tâm, thiên đế tàn hồn thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiêu tán, đoán chừng về sau cũng sẽ hiện thế đi. Vậy, vậy, vân thiên vương có chút cuống lên, hắn hỏi, thiên đế lão nhân ra ông ta, đã tàn hồn một mực không có tiêu tán, vì sao không sớm một chút ra chủ trì đại cục. Không biết, thiên đế tàn hồn là tại địa giới, vẫn là tại vạn tượng tiểu giới hay là tại cái gì bí cảnh bên trong, không thể nói thiên đế nhưng biết thiên giới tình huống cái này ta không rõ ràng thiên đế có thể cho ngươi bảo vật gì hoặc là cho ngươi cơ duyên gì chỉ điểm loại hình không có lúc ấy ta kém chút chết rồi thiên đế đã cứu ta một mạng thôi vậy ngươi có thể đi gặp lại thoáng cái thiên đế giúp chúng ta truyền một ít lời sao không thể thiên đế nói ta không đạt tới ngụy đế cấp coi như đi cũng không hội kiến ta vân thiên vương hỏi một trận giang giật cắn răng một điểm tin tức đều không có tiết ra ngoài không có thực lực tự vệ trước, hắn cũng sẽ không đần độn tiết ra ngoài tin tức, lòng người khó dò, hắn bí mật bảo thủ đến càng nhiều, hắn sống sót cơ hội càng lớn. Tốt, lão nhị, Ngụy Thiên Vương đột nhiên mở miệng cắt ngang Vân Thiên Vương chất vấn, hắn trầm ngâm chốc lát nói, giang giật, người về trước phi vũ quân đi. Chú ý trong một năm người không phải ra cái gì nhiệm vụ, đao ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua, người làm nhiệm vụ, rất dễ dàng bị mai phục. Ông, trong tay hắn vung ra một tấm lệnh bài nói, đây là bản tọa lệnh bài, bằng này lệnh bài ngươi có thể tự do tiến vào cửu dương thành bên trong các đại tu luyện mật thất, hàng năm có thể miễn phí đi vào nguyên thủy đạo thiên bí cảnh ba lần, ngươi trước hảo hảo tu luyện, chỉ cần ngươi không ra ngoài, không ai có thể động ngươi. Tạ thiên vương, giang giật cảm kích tiếp nhận lệnh bài, không người bái tạ đi xuống. Vân thiên vương trông mong nhìn qua hắn rời đi, chờ giang giật ra thiền biệt, hắn lập tức hỏi, đại ca, cái này, gấp cái gì, ngụy thiên vương đoạn mất một cánh tay, sắc mặt có một chút yếu ớt hắn khẽ mỉm cười nói, đã giang giật tại cái này, sớm muộn có một ngày chúng ta có thể nhìn thấy thiên đế. Đại ca, người tin tưởng giang giật vân thiên vương vẫn còn có chút kinh nghi bất định nói ra, tiểu tử này quá trơn đầu, ta hoài nghi hắn là cố ý che giấu rất nhiều tin tức. Hắn không phải láo cá, là thông minh, hắn tiết lộ càng nhiều sợ chết càng nhanh. Ngụy Thiên Vương giống như cười mà không phải cười nói ra, nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử này nên được đến thiên đế truyền thừa. Ách, Vân Thiên Vương đầy mắt chấn kinh ngạc, Ngụy Thiên Vương trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Vân Thiên Vương, cười nói, "Đây là giang giật tư liệu, so đao lãnh cho ngươi xem càng toàn bộ. Ngươi nhìn kỹ một chút, nếu như không có đạt được thiên đế truyền thừa, ngươi cho rằng một cái vạn tượng tiểu giới phàm nhân, có thể sử dụng ngắn như vậy thời gian tu luyện tới chiến lực đao phong thực lực cũng không chênh lệch a." À. Ông, Vân Thiên Vương đôi mắt liếc mấy cái sáng như tinh thần, hắn đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, không hiểu kích động, mang theo một chút nghẹn ngào thì thào, thiên đế truyền thừa thiên đế không hề từ bỏ chúng ta, nhân tộc được cứu rồi, nhân tộc được cứu rồi a à. ngụy thiên vương cũng đầy mắt cảm khái, thở dài, có hay không cứu không biết, nhưng ít ra có một tuyến hy vọng. chương 1695, cái kia giang giật có vấn đề. Đại ca, đã ngươi như vậy xác định giang giật đạt được thiên đế truyền thừa, vì sao để hắn hồi trở lại phi vũ quân không nếu như để cho hắn ở tại cửu dương thành đi, dù sao trong thành an toàn hơn một chút. Vân Thiên Vương thoáng cái khẩn trương lên, nghĩ nghĩ nói ra, nếu không chúng ta làm bộ đem hắn thu làm đồ đệ, hảo hảo bồi dưỡng hắn một phen. Người A, liền là nóng vội sẽ bị loạn, ngụy Thiên Vương quét phân Thiên Vương vài lần, cũng không có nói cái gì. Cái sau rất nhanh tỉnh ngộ lại, gật đầu nói, việc này bất luận là thật là giả, giang giật thân phận không thể bại lộ, bằng không hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh, vẫn là đại ca nghĩ chu đáo. Việc này ngoại trừ người ta hai người, không thể cáo chi bất luận kẻ nào. Ngụy Thiên Vương đầy mắt ngưng trọng gật đầu nói, lão tam bọn hắn nơi đó ta đi nói, chuyện vừa rồi bất luận là ai cũng không thể truyền. Trước hết để cho Giang giật tại phi vũ trong quân tu luyện một năm, nhìn hắn có thể hay không đột phá phong vương cấp giống như cho hắn nhiều như vậy tài nguyên, thời gian một năm đều không thể đột phá phong vương cấp, đó chính là chúng ta nhìn lầm. Giống như đột phá, rồi nói sau, ân ân, vân thiên vương đã hiểu ngụy thiên vương ý tứ, bằng vào Giang giật mấy câu cùng một bức họa, không thể trăm phần trăm chứng minh hắn đạt được thiên đế truyền thừa. Thời gian một năm là một cái khảo hạch, Ngụy Thiên Vương nghĩ quan sát Giang Giật một phen, cho hắn nhiều như vậy tài nguyên đều không thể đột phá, hắn liền xem như thiên đế truyền nhân lại như thế nào có thể thay đổi nhân tộc thế cục trước mắt có thể dẫn đầu nhân tộc trần áp minh tộc. Được, đại ca ngươi nghỉ ngơi trước, Vân Thiên Vương gật đầu nói, ta đi vụng trộm an bài một chút, bảo đảm Giang Giật an toàn. Yên tâm, ta sẽ không làm quá rõ ràng, Ngụy Thiên Vương phất phất tay cái kia cụt một tay, Vân Thiên Vương đi ra thiền điện. Ngụy Thiên Vương cũng không có chữa thương, mà là kinh ngạc ngồi thật lâu mới u u thở dài nói, cái này thiên đế truyền nhân xuất hiện đã quá muộn, không biết hắn có thể hay không lực kéo cuồng lan đâu. Thanh đế phong phía tây nam ngàn vạn dặm có một tòa kỳ phong lâm, nơi này sơn phong cũng không cao lớn, nhưng là phi thường kỳ lạ. Nơi này cũng là thanh vực nổi danh mê thạch lâm, bình thường võ giả đi vào sau cũng sẽ ở bên trong lạc đường, cuối cùng đi tới đi tới hội luyện quanh ra, trở lại nguyên địa. Hưu, giờ phút này phía đông có một đạo bóng người cấp tốc bay tới, tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy người này phần lưng phi thường còng, thoạt nhìn như là một cái tôm. Người này chính là Đao Nô, hắn truyền tống về đến về sau, trước tiên bay ra thanh đế phong hướng bên này bay tới. Hắn thấy được phía trước thạch phong lâm sau cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng bên trong bay đi, hắn phi hành phương hướng bắt đầu biến ảo, thoáng cái phía bên trái thoáng cái phía bên phải, tại từng tòa kỳ phong bên trong đi vòng. Cuối cùng hắn đã tới thạch phong trong rừng ở giữa, một tòa cự đại thạch phong phía dưới cái này thạch phong phi thường dốc đứng bóng loáng thạch phong trước phong cảnh tú lệ còn có một dòng sông nhỏ cùng một tòa thạch ốc đao nô không có đi thạch ốc mà là đi tại bóng loáng vách đá trước một gối trùng điệp quỳ xuống nói chủ nhân ta trở về lần này là ta lỗ mãng rồi xin chủ nhân trách phạt ông to lớn bóng loáng vách đá sáng lên tiếp lấy một đôi mắt ngưng hiện kia là một đôi dạng gì con mắt a à nếu như là người bình thường nhìn thấy sợ là hồn phách đều sẽ trực tiếp câu đi tự liền đao nô cũng không dám nhìn thẳng đôi mắt này con mắt này tựa hồ có không hiểu ma lực có thể một chút để người hồn phi phách tán tự đoạn hai chân không phải trị liệu giọng nói lạnh lùng vang lên đao nô không có chút gì do dự hóa thủ vi đao đối với mình hai chân hung hăng bổ tới trực tiếp đem hai chân xương cốt cho nện đứt hắn thân thể nằm sấp trên mặt đất bất kỳ cái gì thanh âm cũng không dám phát ra đi theo thanh đế lâu như vậy hắn biết rõ thanh đế lần này đã rất khoan dung thanh đế ra lệnh một tiếng liền là để hắn đem chính mình xương cốt một sợi bóp nát hắn tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận cái kia giang giật có vấn đề thanh đế dừng một chút nói ra đi kỹ càng điều tra thoáng cái giang giật tình báo muốn hoàn chỉnh nhất ngụy bình bình sẽ không như thế không nể mặt mũi cái này chỉ có một lời giải thích cái này giang giật đối với bọn hắn rất trọng yếu trọng yếu đến có thể không cho bản đế mặt mũi phân thượng cái này đao nô mày nhân lại ngưng âm thanh nói ra chẳng lẽ cái này giang giật là nghịch thiên thần thể tương lai có thể trở thành phong đế cấp sở dĩ bọn hắn nghĩ bồi dưỡng làm người nối nghiệp không chỉ là như thế thanh đế trầm ngâm một lát tiếp tục nói ra cụ thể ta nói không ra người trước phái người điều tra đi tuân mệnh đao nô nhẹ gật đầu lập tức trong mắt hàn mang lóe lên nói chủ nhân giống như có cơ hội lời nói ta có thể hay không làm hắn chỉ cần không phải tại cửu dương thành động thủ ta xem như không biết bất quá nếu ngươi cho ngụy bình, bình bình bọn hắn phản làm ta cũng mặc kệ thanh đế lạnh lùng nói một câu cặp mắt kia chậm rãi biến mất tại trên vách đá dựng đứng đao nô một tay vỗ thân thể bay vụt mà lên hướng thanh đế phong bay đi thanh đế đã buông lời hắn khẩu khí này kìm nén không có khả năng không phát ra tới ngụy thiên vương đánh như vậy hắn mặt dùng tính cách của hắn là tuyệt đối muốn đánh trở về hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại thanh đế phong trực tiếp bay vào lớn nhất thanh đế điện trong điện đao gia cường giả đã sớm đang đợi liền chờ hắn trở về. Phụ thân, đao nô cùng đao lãnh nhìn thấy đao nô hai chân lại dán tại giữa không trung, toàn bộ sắc mặt kịch biến, đao nô lạnh giọng cắt ngang phía sau bọn họ, hắn quát khẽ nói, đao nộ, người lập tức phái người chầm chầm chết giang giật, không tiếc bất cứ giá nào nhìn chầm chầm hắn, chỉ cần có cơ hội lập tức bố cục xuất thủ giết chết hắn. Đao lãnh, người đi địa giới một chuyến, đem giang giật sở hữu tư liệu thu thập, muốn cặn kẽ nhất. Bất quá hai người các người đều muốn chú ý, việc cần hoàn thành ẩn nấp ta, không phải lộ ra nếu không thanh đế trách tội xuống chúng ta đều chịu không được tuân mệnh đao nộ cùng đao lãnh đồng thời lĩnh mệnh đao nô thân thể lóe lên biến mất ở trong đại điện để lại một câu nói trong khoảng thời gian này ta hội tỏa chấn thanh đế phong đao nộ ngươi mau chóng tìm tới cơ hội thời gian càng lâu ta cùng thanh đế mặt đều sẽ càng sưng đao nô ra lệnh một tiếng toàn bộ đao ra đều động đao lãnh lặng yên đi địa giới hắn đi địa giới không có từ cửu dương thành đi bên kia truyền tống trận là nhà hắn muốn phong bế hắn lại đi mở ra truyền tống trận đây không phải là nói rõ nói cho người trong thiên hạ hắn đi địa giới mưu đồ làm loạn đao lãnh đi là thông đạo riêng biệt cái lối đi này là trừ đi cửu dương thành cưỡi bên ngoài truyền tống trận duy nhất thông đạo người biết cũng vô cùng ít ỏi bất quá cái lối đi này vô cùng nguy hiểm không có đạt tới phong vương cấp tiến vào hẳn phải chết đương nhiên dùng đao lãnh thực lực hoàn toàn không có vấn đề đao nộ thì phái người đi các đại gia tộc vận dụng các gia tộc lực lượng dò xét cửu dương quân tình huống Bất luận cái gì quân đội đều không phải là bền chắc như thép, chớ nói chi là Cửu Dương quân có 36 cái Thiên Vương. Nhân loại đáng sợ nhất địa phương liền là các loại âm mưu quỷ kế, minh tranh ám đấu. Mỗi một cái thế lực đều tại các đại trong quân trong bóng tối sắp xếp người, coi như thanh đế trong quân cũng không ít các gia tộc gian tế. Sở dĩ Đao nộ phái người đi liên hệ những ngày gia tộc, vận dụng các gia tộc lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ giang giật hành tung. Đao ra khẽ động, vô số ẩn tàng thế lực động như một loại vô hình lưới lớn vô thanh vô tức hướng cửu dương quân bên kia đánh tới. Liền chờ giang giật ra ngoài, hoặc là các loại chờ một cái cơ hội thích hợp, đao ra lập tức sẽ ra tay, đem giang giật nghiền ép đến thịt nát xương tan. chương 1696, cha hắn tổ tông người Bát đại. Địa giới, Bạch Hà Thành, một cái tòa thành bên trong quang mang lấp lánh không ngớt, đem bạch ra tất cả mọi người cho kinh động đến. Cái truyền thống trận này đã thật lâu không có sáng lên, đem thủ hộ truyền tống trận một cái lão giả dọa sợ, hắn coi là nhìn lầm, xoa nhẹ mấy lần con mắt, cái truyền tống trận này thế nhưng là liên tiếp hỗn độn hải. Xác định truyền tống trận sáng lên về sau, lão giả vội vàng phái người đi bẩm báo Bạch Hà Vương, hỗn độn hải người chưa từng hạ giới, lần này truyền tống tới rất có thể là thiên giới đại nhân vật. Bạch Hà Vương mang theo một đám bạch gia trưởng lão tại bên ngoài truyền tống trận chờ, trọn vẹn qua 10 canh giờ, trong truyền tống trận một đạo hắc ảnh thoáng hiện, người này khí thức lại là làm cho tất cả mọi người cảm giác được run rẩy. Cái này, là ngụy đế cấp, Bạch Hà Vương bờ môi lắc một cái, vội vàng dẫn người kho mình hành lễ, quát khẽ nói tham kiến đại nhân. Người tới không có mặc lấy chiến giáp, mặc một cái đấu bồng màu đen, đem toàn thân bao phủ đi vào, tự liền Bạch Hà Vương đô dò xét không rõ ràng người này mặt, hắn tại trong truyền tống trận đứng một hồi, lạnh giọng nói ra, ngươi là Bạch Hà Vương. Bạch Hà Vương lần nữa kho người nói, tại trước mặt đại nhân không dám xưng vương, đại nhân gọi ta Bạch Hà là được. Để bọn hắn tất cả lui ra, thần bí người áo đen vung tay lên, Bạch Hà vương liên công việc làm cho tất cả mọi người lui ra, người áo đen nói ra ta là đao lãnh, người có nghe nói qua. Đao lãnh Bạch Hà vương thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy kích động một gối quỳ xuống nói, nguyên lai là lãnh đế, Bạch Hà thất lễ, mời đại nhân trách phạt. Nếu như là bình thường người, Bạch Hà vương chắc chắn sẽ không quỳ xuống. Đao lãnh danh khí quá lớn, kia là đao ra người, thiên giới siêu cấp gia tộc một trong nhân vật số 3. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ Bạch Gia có một trưởng bối giờ phút này ngay tại thanh đế trong quân đảm nhiệm tướng quân, mà thanh đế quân thống xoáy lại là đao nộ, coi như Bạch Gia có thể nói là đao gia gia nô, sở dĩ Bạch Hà Vương mới có thể quỳ xuống. Đứng lên đi, đao lãnh đối với Bạch Hà Vương hiểu chuyện rất hài lòng, hắn nhàn nhạt, nhạt nói ra, tìm an tĩnh chút mật thất, mặt khác. Ta hạ giới sự tình, không phải truyền ra ngoài, nếu không, hừ. Thuộc hạ biết rõ, biết rõ, lãnh đế mời, Bạch Hà Vương liên công việc mang theo lãnh đế đi ra tòa thành hướng về sau viện đi đến, một đường hắn đều đang đồn tin tức, để hậu viện người một cái cũng đừng ra, càng không thể tản mát ra thần thức. Thẳng đường đi tới, đao lãnh không nhìn thấy bất luận kẻ nào, cuối cùng đi vào một cái tòa thành trong mật thất, hắn càng rót đầy hơn ý gật đầu nói, Bạch Hà, người không tệ, rất giải quyết. Rõ ràng mậu cùng ta nói qua ngươi, đích thật là nhân vật. Lãnh đế quá khen rồi, Bạch Hà Vương tâm hoa nộ phóng, đao lãnh có thể trực tiếp truyền tống tới này, xem ra là trước đó tìm rõ ràng mậu. Hắn tự mình hạ giới khẳng định có đại sự, giống như đem việc này làm xong, bạch ra cùng rõ ràng mậu đều có thể lên như diều gặp gió ha. Hắn tự mình cho đao lãnh rót một chén tốt nhất trà, lúc này mới ở bên cạnh hắn cung kính đứng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lãnh đế lần này hạ giới, thế nhưng là có chuyện quan trọng giống như cần tiểu nhân hỗ trợ, xin phân phó một câu. Ừm, lãnh đế không có uống trà, chỉ là dùng ngón tay gõ bên trái lan can, cũng không nói chuyện, chậm ung um dung đập, để Bạch Hà Vương tâm bất ổn. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, hắn mới trầm giọng hỏi, Giang giật người này, người thấy thế nào? Giang giật, Bạch Hà Vương có chút xem không hiểu, không biết lãnh đế là có ý gì. Bởi vì, hỗn độn hải tin tức bị phong tỏa, thiên giới truyền tống trận càng là sớm bị phong bế, Giang giật sự tình địa giới cũng không cảm kích huống. Kỳ Thanh Trần cùng Độc Linh là trở về, vấn đề là hai người chưa hề nói nhậm hà quan tại Giang Giật tin tức. Bạch Hà Vương chỉ là biết rõ, Giang giật giết lương ra công tử, đằng sau tiến vào diệt ma cung, lại đằng sau hỗn độn hải truyền tống trận bị phong bế, đến đều không có mở ra, phía sau tin tức tự triệt để không có. Hắn con người nhất chuyển, không biết lãnh đế cụ thể ý tứ, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, người này ngược lại là một thiên tài, bất qua tính khí tương đối kém, tại địa giới náo động lên một ít chuyện, còn chém giết du thiên vương, lãnh đế, người nghĩ mời chào hắn. Mời chào cái rắm, đao lãnh nhịn không được giận mắng một tiếng bạch hà vương nheo mắt lập tức hiểu ý tứ tình cảm giang giật náo động lên đại sự đắc tội đao ra a à, hắn vội vàng nói tiếp ừm người này kiệt ngạo bất tuần giết người như ngoé tại địa giới là tiếng xấu rõ ràng nhà ta còn có người bị hắn giết hoàn toàn chính xác không thể mời chào nhà ngươi cũng bị hắn giết người đao lãnh ngữ phong nhất chuyển hiếu kỳ hỏi nói rõ chi tiết nói ta đại nhi tử đều bị hắn giết nói lên cái này bạch hà vương đỏ ngầu cả mắt bắt đầu đếm kỹ giang giật việc ác dòng dã nói thời gian một nén nhang, nghe được đao lãnh đều không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp phất tay cắt ngang hắn tốt, Bạch Hà, cho ngươi cái nhiệm vụ, làm xong, có thưởng. Không dám, Bạch Hà Vương liên vội vàng kho người nghiêm mặt nói, có thể vì lãnh ra làm việc, kia là Bạch Hà Vinh Quang, không dám xin thưởng. Cha, đao lãnh âm thanh lạnh lùng nói, phái người đem giang giật sở hữu tư liệu tra cho ta ra, bao quát hắn người bát đại tổ tông, còn có tộc nhân thân nhân hảo hữu nữ nhân, toàn bộ cha cho ta ra không tiếc bất cứ giá nào ách à, bạch hà vương nghe được đao lãnh ngữ khí cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh giang giật đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình a à, để đao lãnh như thế tức giận vừa rồi kia đoạn nói là nghiến răng nghiến lợi nói ra được hắn nghĩ nghĩ những mày nói lãnh ra là quang minh chính đại điều tra vẫn là lặng lẽ cha nói nhảm đao lãnh giận giữ mắng mỏ một câu nói tự nhiên là lặng lẽ cha nếu không ta vì sao muốn lặng yên hạ giới như kỹ việc này không phải kinh động bất luận kẻ nào. Thanh đế cùng Ngụy Thiên Vương nói qua việc này như vậy bỏ qua, đảo mắt đao lãnh liền xuống giới cha giang giật, việc này như truyền ra không phải đánh thanh đế mặt sao thanh đế cũng có bản giao, nhất định phải bí mật điều tra. Bí mật điều tra, Bạch Hà Vương có chút hơi khó, hắn trần chờ nói ra, giang giật tựa như là theo địa sát giới phụ thuộc tiểu giới mặt phi thăng, giống như muốn hạ giới, đến theo địa sát giới đi, mà địa sát vương cùng giang giật quan hệ phi thường tốt. Ta không muốn nghe những này, Đao lãnh phi thường bá đạo vung tay lên nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không làm được. Có thể, Bạch Hà Vương cắn răng nói ra, lãnh ra cho ta một chút thời gian, ta nhất định lặng yên phái người hạ giới, đem giang giật tổ tông người bát đại cho lãnh ra điều tra đến rõ ràng. Tốt, đao lãnh hài lòng nhẹ gật đầu, Bạch Hà Vương đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên có một cái ý nghĩ, hỏi, lãnh ra, giống như giang giật có hai cái huynh đệ phi thăng, ngay tại địa sát giới, nếu không lặng yên bắt được ân. Ta phái người hạ giới lúc, muốn hay không đem hắn thân nhân bắt một chút trở về. Không được, đao lãnh nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, họa không bằng người nhà, người tốt xấu cũng là chúa tể một giới, sao có thể làm ra như thế không có phẩm sự tình vạn nhất nháo ra chuyện tình tiết lộ phong thanh đâu để ngươi cha ngươi tự cha, còn lại chớ làm loạn, ngàn vạn nhớ kỹ không phải náo ra bất luận cái gì phong ba, hết thảy lặng yên tiến hành, ra nhiễu loạn, duy ngươi là hỏi. Vâng, lãnh ra yên tâm, cho ta một tháng thời gian, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Hà Vương khom người lui ra, bắt đầu an bài bố trí, vận dụng hết thảy thủ đoạn cùng thế lực điều tra giang giật tin tức. Đồng thời bắt đầu sắp xếp người hạ giới, muốn đi thiên tinh giới hoặc là theo địa sát thành truyền tống trận đi, hoặc là chỉ có thể cưỡng ép tiến vào. Bất quá Bạch Hà Vương thủ hạ thế nhưng là có mấy cái mị ảnh tộc phản đồ, lặng yên tiến vào thiên tinh giới, hoàn toàn không là vấn đề. chương 1697, cháu rể, Giang Giật không biết đao lãnh đã đi địa giới, bắt đầu tra hắn nội tình, muốn đem hắn tổ tông người bát đại cha cái thấu. Hắn càng không biết phi vũ trong quân rất nhiều gian tế bắt đầu hành động, mật thiết đang chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Có ngụy Thiên Vương cam đoan, nội tâm của hắn đại định, hắn mơ hồ biết rõ ngụy Thiên Vương có thể đoán được thân phận của hắn, nếu không sẽ không cho hắn một tấm lệnh bài, đồng thời để hắn tại phi vũ bộ tu luyện một năm, không được ra ngoài. Giang giật hoàn toàn chính xác không dám ra ngoài nhận nhiệm vụ loại hình, đao lãnh cùng đao nô thời điểm ra đi, cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt đều đang nhắc nhở hắn như hắn dám ra ngoài, sẽ lập tức bị phục kích, chết như thế nào cũng không biết. Vân băng còn tại cửu Dương Thành, giang giật tại hai tên phong vương cấp hộ vệ bảo vệ dưới về tới phi vũ bộ bí cảnh. Hắn bình yên vô sự trở về tại phi vũ bộ gây nên rất lớn chấn động, lương thống lĩnh hai người trở về, trước tiên ra nghênh tiếp hắn, tựa như đánh một cái đại thắng chiến, trương đại niên bọn người đồng dạng dẫn người ra nghênh tiếp. Giang giật cũng không có giải thích quá nhiều, dù sao những sự tình kia vẫn là không muốn chuyển ra tốt hắn thuận miệng giải thích hai câu tựu trở lại chính mình tòa thành ở lại hắn tại tòa thành bên trong lăng lăng ngồi mấy canh giờ đem sự tình sửa lại một lần hắn càng nghĩ phát hiện thời gian ngắn hắn là thật không thể nào trở lại địa giới coi như có thể trở về hắn cũng không dám trở về việc này huyên náo liền thanh đế đều truyền lời đến đây nếu là hắn hồi trở lại địa giới đao ra cưỡng ép hạ giới chém giết hắn tư đế thật sẽ nói cái gì vì một tiểu nhân vật thiên giới đại lão thực sẽ đi tìm đao gia phiền phức coi như tìm lại như thế nào có thanh đế che chở, đao gia đồng dạng bình yên vô sự. Mà lại hắn trở về, dễ dàng liên lụy những người khác, hắn tại thiên giới, đao gia tổng sẽ không không cần mặt mũi đi đối phó y thiền doãn nhược băng tô như tuyết các nàng A. À. Tu luyện, tu luyện, giang giật phát hiện địch nhân của hắn, trước nay chưa từng có cường đại. Nếu như không có thực lực, hắn cả một đời chỉ có thể giống như rùa đen vùi ở nơi này, có ra cũng không dám hồi trở lại. Y thiền ba người còn tại mặc vũ bí cảnh, y phiêu phiêu bị chấn áp tại thánh linh sơn phía dưới, nghĩ tới đây giang giật nội tâm tựu từng đợt nắm chặt đau. Hô hô, hắn thật dài ít mấy hơi, cưỡng ép khu trục trong đầu tạp niệm, chuẩn bị bế quan tu luyện. Hắn là cái gì đều không nghĩ, hạ quyết tâm trước bế quan tu luyện một năm, đột phá phong vương cấp lại nói. Đúng rồi, ta có lệnh bài A, có thể đi trong tu luyện mật thất tu luyện, dạng này thiên lực cảnh giới tu luyện tựu rất nhanh mặc dù tại tòa thành bên trong tu luyện tốc độ cũng không tệ nhưng đã có tu luyện mật thất hắn làm sao lại đần độn ở chỗ này tu luyện hắn đứng dậy đi ra phía ngoài tìm tới lương thống lĩnh hỏi thăm một phen phát hiện cái này phi vũ bộ bí cảnh bên trong tự có một cái vạn lần tu luyện mật thất vạn lần giang giật không cách nào tưởng tượng cái này tốc độ tu luyện có bao nhanh thiên giới vốn là so địa giới thiên địa linh khí nồng đậm vạn lần lại tiến vào một cái vạn lần tu luyện bí cảnh ngày này lực muốn tu luyện chậm đều không được a à. Tự nơi này giang giật cũng không đi cửu dương thành tại phi vũ bộ bên trong đều là vân thiên vương người người nào muốn động hắn cơ hồ là không thể nào đừng nói cố thích chiêu coi như quân pháp đường đường chủ đều không có lá gan này lương thống lĩnh làm phiền ngươi tìm người mang ta đi tu luyện mật thất ta muốn tu luyện một phen giang giật mở miệng nói lương thống lĩnh lại coi là nghe lầm nháy nháy mắt hỏi kia cái gì giang tá lĩnh mật thất này cần chiến công thật nhiều người điểm ấy chiến công sợ là không tu luyện được một ngày a à, có thể hay không quá lãng phí ha ha, Giang giật không có giải thích, càng không có lấy ra ngụy Thiên Vương lệnh bài, chỉ là cười thần bí nói, ngươi để cho người ta mang ta đi là được. Lương thống lĩnh tìm một người, mang theo Giang giật đi trong sân rộng một cái tòa thành. Giang giật trực tiếp đi vào, một tên thống lĩnh cản lại hắn, trầm giọng nói ra, huy chương. Giang giật trong tay một khối lệnh bài màu đen lóe lên, thống lĩnh đôi mắt co rụt lại, cẩn thận nhận lấy liếc mấy cái, lập tức nổi lòng tôn kính, chào theo kiểu nhà binh nói, đại nhân, mời. A, à mang theo giang giật tới quân sĩ không có thấy rõ ràng lệnh bài mặt mũi tràn đầy mơ hồ liếc mấy cái hướng bên trong đi đến giang giật không rõ chuyện gì xảy ra cái này thống lĩnh thế mà gọi giang giật đại nhân thành bảo bên trong là vô số cái phòng nhỏ giang giật vì tiện đi vào một cái mở ra cấm chế cảm thụ bên trong thiên địa linh khí toàn thân hắn lỗ chân lông đều tại thư giãn nơi này quả nhiên có cường đại tụ linh đại trận vạn lần tốc độ tu luyện phía dưới hắn nguyên lực đoán chừng không cần hơn nửa năm đều có thể tu luyện đến phong vương cấp trình độ bản nguyên áo nghĩa hắn đã cảm ngộ gần nửa, có thần thụ diệp cảm ngộ tốc độ quá nhanh, mà lại hắn còn có thể miễn phí tiến vào ba lần nguyên thủy, đạo thiên bí cảnh, đoán chừng tu luyện tới phong vương cấp cũng không phải là việc khó. Ừm, đã bại lộ thân phận, như vậy ngụy trang không cần thiết, vẫn là khôi phục ban đầu dung mạo đi. Giang giật nghĩ nghĩ, lấy ra một chút hỏa diếm, hắn không có lấy ra hỏa linh châu sở dĩ toàn thân đều giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn nhanh chóng lấy ra thần thụ diệp, Thường thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, những cái kia bị đốt bị thương làn da một lần nữa mọc ra, vết sẹo từng khối rơi xuống, làn da trở nên như mới sinh như trẻ con trơn nhẵn. Đồ tốt a, à, toàn thân đau đớn thối lui, Giang giật sờ lên thần thụ diệp âm thầm cảm khái, đổi lại một thân mới áo bảo, sờ lên trụi lủi đầu, toàn thân da lông đều bị đốt đi, muốn mọc ra cần một chút thời gian. Tu luyện, Giang giật ngồi xếp bằng, một bên tu luyện thiên lực, một bên cảm mộ bản nguyên áo nghĩa khiếu huyệt thần văn hắn không có thời gian đi tìm tòi trước đem cảnh giới tăng lên tới phong vương cấp lại nói dù sao hắn muốn bế quan một năm thời gian quá dài quá dài hắn ép buộc chính mình không thèm suy nghĩ quá nhiều quên y thiền y phiêu phiêu bọn người để cho mình toàn tâm yên lặng trong tu luyện vừa tu luyện thiên lực quả nhiên là tả trướng tốc độ quá nhanh toàn thân hắn nhục thân tại thiên địa linh khí bao phủ phía dưới dần dần mạnh lên đồng thời hắn thỉnh thoảng nuốt một chút linh hồn bổ dưỡng linh dược để linh hồn chậm rãi tăng trưởng cầm trong tay thần thụ diệp, giang giật cảm ngộ tốc độ nhưng so sánh đạo thiên bí cảnh. Đáng tiếc bản nguyên áo nghĩa rất khó khăn tìm hiểu, chỉ có thể từng điểm từng điểm từng bước lĩnh hội, lặp đi lặp lại xác minh, thôi diễn. Bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua, giang giật bị đốt đi lông mày dâu ria tóc đã mọc ra, vẫn như cũng là mái tóc màu đỏ. Phía ngoài cấm chế đột nhiên lấp lánh không ngớt, đem giang giật cho đánh thức, hắn quan bế cấm chế thần thức quét ra ngoài, thấy được một bóng hình xinh đẹp. Ông, đại môn không cần giang giật mở ra, bị bên ngoài người cưỡng ép mở ra. Vân băng nhanh chân đi vào đây, nhìn giang giật vài lần coi là đi nhầm, vừa mới quay người lại đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nói ra a, à, ngươi là giang giật a làm sao trở nên như thế anh Tuấn. Giang giật nguyên bản tựu không xấu, tại khốn long thảo cải tiến về sau, ngũ quan hơi có chút biến ảo, trở nên có loại không hiểu mị lực và khí chất, cùng trước đó dáng vẻ là cách nhau một trời một vực, vân băng bắt đầu không nhận ra được cũng bình thường. Ha ha, giang giật mở miệng cười nhạt một cái nói tướng quân ta còn là cái kia xử quỷ bất quá là đeo mặt nạ ra người thôi lừa đảo vân băng thần thức quét tới nhếch lên miệng lập tức chắp tay sau lưng đi tới vây quanh giang giật chuyển vài vòng đầy mắt tò mò hỏi giang giật người thành thật nói ngươi rốt cuộc là ai có gì chỗ đặc thù vì sao ngụy gia gia cùng gia gia của ta coi trọng như thế ngươi ngụy gia gia thế mà đem hắn lệnh bài ban cho ngươi ta đều không có tư cách này ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây a à? việc này ngươi phải đi hỏi hai vị thiên vương. Loại chuyện này hắn cũng không thể nói cho Vân Băng, ai biết Vân Băng có phải hay không kia hai cái lão ra hỏa phái tới dò xét ngọn nguồn. Vân Băng mắt to một trống, cả giận nói tốt, giang giật, người cánh cứng cáp rồi có phải hay không liền bản tiểu thư cũng không nguyện ý phản ứng có tin ta hay không phái người đem ngươi ném ra cửu dương cốc, để đao ra người đem ngươi tháo thành tám khối A. Khác đừng A, à, cái này mạnh mẽ đại tiểu thư giang giật nhưng đắc tội không tầm thường, hắn nghĩ nghĩ, ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, ta đoán chừng. Có thể là hai vị lão gia tử gặp ta thiên tư nhân phẩm không tệ, chuẩn bị bồi dưỡng ta một phen làm người nối nghiệp, có lẽ ra ra ngươi nghĩ gọi ta làm đến môn cháu rể, cũng không nhất định. Lặn đi, chương 1698, mồi câu, vân băng tại giang giật đó căn bản bộ không ra nửa điểm hữu dụng, nàng chỉ có thể hận hận rời đi. Nàng cũng không dám thật đem giang giật cho ném ra bên ngoài, nhà nàng lão gia tử thận trọng bàn giao, không phải đến trêu chọc giang giật mà lại vân thiên vương tại phi vũ bộ an bài rất nhiều người một khi có bất kỳ phong thủy cỏ động hắn sẽ trước tiên biết rõ phi vũ bộ chỗ bí cảnh người bình thường căn bản vào không được vân băng đi giang giật lại tiếp tục tu luyện một mực không hề rời đi tu luyện mật thất nửa bước để trong quân những cái kia gian tế bọn họ trợn tròn mắt rất nhiều gian tế thế nhưng là không ngừng phóng thích thần thức lặng yên dò xét sợ giang giật đột nhiên liền rời đi thoát ly bọn họ trong khống chế nhưng mà ai biết Giang giật muốn tu luyện bao lâu a à, chẳng lẽ lại bọn hắn thời khắc đều muốn khóa chặt cái này thành bảo đây không phải là nói cho phi vũ bộ người, bọn hắn liền là gian tế. Bất quá các gia tộc gian tế rất thông minh, cuối cùng vận dụng các loại quan hệ, thành công lăn lộn đến tòa thành bên ngoài làm hộ vệ. Dạng này liền có thể quang minh chính đại canh giữ ở tòa thành bên ngoài, Giang giật làm sao đều không thể rời đi tầm mắt của bọn hắn bên ngoài. Giang giật căn bản không có ý định rời đi, hắn chuẩn bị một năm này đều ở nơi này lấy, hắn hoàn toàn quên đi hết thảy, không để ý đến chuyện bên ngoài, đắm chìm trong trong tu luyện. Cái này có thể để đao ra người cuống lên, chờ một tháng còn không có bất luận cái gì động tính, rất nhiều người đàn đều nát. Đao ra cùng nhiều như vậy gia tộc đều trông mong chờ lấy giang giật ra, các gia tộc mài đao xoèn xoẹt, nhưng từng cái nắm đấm đều đánh vào trong nước, cái này khiến bọn hắn phiền muộn đến thổ huyết. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, một chút gia tộc tộc trưởng đã không còn quan tâm chuyện này. Không phải giang giật 10 năm không ra, bọn hắn đến nhìn chằm chằm 10 năm sao dù sao có gian tế mật thiết chú ý đến giang giật tình huống, một khi có cơ hội bọn hắn lại hành động tốt. Đao nộ chờ đến cũng không có kiên nhẫn, lúc bắt đầu hắn còn mỗi ngày đều hỏi thăm giang giật phải chăng có động tính, đến đằng sau 3 năm ngày hỏi một lần, cuối cùng dứt khoát không hỏi, hỏi sẽ chỉ càng thêm phiền muộn. Cũng may đao lãnh tại một tháng sau rốt cục trở về, Bạch Hà Vương không để cho đao lãnh thất vọng, lặng yên vô tức đem giang giật sở hữu tư liệu đều dò xét đến rõ ràng, liệu liền thiên võ thành giang ra có bao nhiêu người đều thăm dò được nhất thanh nhị sở. Trọng yếu nhất chính là lần này không làm kinh động bất luận kẻ nào, mặc dù địa sát vương có chút hoài nghi, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì bí mật. Đao nộ vội vàng mang theo đao lãnh đi gặp đao nô, đao nô thì mang theo đao lãnh lập tức đi thanh đế chỗ mê tung thạch lâm, gặp mặt thanh đế. Ông, thanh đế lại ngưng hiện một đôi mắt tại bóng loáng trên vách đá, đao lãnh cùng đao nô cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thanh đế lạnh giọng hỏi tình huống như thế nào đao lãnh lấy ra một cái dương lớn phía trên đều là ngọc giản giang giật tổ tông người bát đại tình huống đều ghi chép đao lãnh cung kính bẩm báo nói thanh đế giang giật tất cả tư liệu đều tại cái này toàn bộ điều tra rõ ràng ân không có thiết ra ngoài bất luận cái gì tiếng gió Hiu, một đạo thanh phong vô thanh vô tức phất qua bất quá rất nhanh thanh phong tựu lui đi thanh đế không có chút nào tâm tình chập trần thanh âm vang lên người xem không có nhìn nói rõ chi tiết nói đao lãnh tự nhiên là nhìn tất cả tư liệu lập tức bẩm báo nói, Giang Giật sinh ra ở một cái vạn tượng tiểu giới bên trong, cái kia giới gọi thiên tinh giới, vô cùng nhỏ. Giang Giật gia tộc rất nhỏ, tổ tông mười bát đại đều là sinh trưởng ở địa phương thiên tinh giới người, cũng không có vấn đề, phụ thân hắn cũng là bản thổ người, không bằng hắn mẫu thân là địa giới một cái thần tộc tiểu thư, mị ảnh tộc, thanh đế ngài hẳn nghe nói qua A thiên giới một chút quân đội trinh sát đều là mị ảnh tộc nhân. Ừm, nói tiếp, thanh đế nói tiếp, biểu thị nghe nói qua mị ảnh tộc, đào lãnh tiếp tục nói ra, Giang Giật là con riêng, từ nhỏ bị mẹ hắn thân đưa đến một cái nhỏ hơn gia tộc phụng dưỡng. Mẹ hắn thân lại bị mị ảnh tộc nhân bắt trở lại, giờ phút này còn trấn áp tại thánh linh sơn xuống. Giang Giật khi còn bé thiên tư cũng không tốt, thậm chí có thể nói là phế vật, tại hạ giới thời gian 16 tuổi lúc thực lực lại đột nhiên tiêu thăng. Đao lãnh hoàn toàn chính xác điều tra đến phi thường kỹ càng, tinh tế giảng thuật Giang giật tại thiên tinh đại lục sự tình, đằng sau đi huyền đế cung, đi tội đảo, đi tuyết vực các loại chờ, sự tình đều nhất thanh nhị sở, giang giật có bao nhiêu nữ nhân đồng dạng điều tra đến rõ ràng. Thiên tinh giới người thực lực quá yếu, Bạch Hà Vương tùy ý phái cái thần vương thần đế xuống dưới, bằng vào cường đại thần thức có thể nhẹ nhõm dò xét rất nhiều người linh hồn bên trong ký ức. Căn bản không cần kinh động bất luận kẻ nào, liền có thể đem giang giật tư liệu điều tra đến rõ ràng. Còn như đằng sau giang giật đi địa giới tình huống, đây càng rõ ràng, trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ, đao lãnh mới đưa giang giật sự tích nói xong gần như không có sai sót đương nhiên một chút ngoại nhân không biết tình huống đao lãnh là không cách nào biết được thanh đế sau khi nghe xong trầm mặc tựa hồ đang tiêu hóa những tin tức này trọn vẹn qua một nén nhang thanh đế mới hỏi diệt sát minh tướng lúc thanh kiếm kia gọi hỏa long kiếm bên trong kiếm có một cái phi thường cường đại lão giả ngươi nhưng có thanh kiếm kia chân dung lão giả kia chân dung có hay không kiếm chân dung có bất quá lão giả kia không ai nhớ rõ khả năng này là kiếm kiếm linh a đao lãnh tìm được hỏa long kiếm chân dung Thanh đế thần thức quét tới, nghi hoặc hỏi, vì sao không ai nhớ rõ lão giả kia dáng vẻ chẳng lẽ nhìn qua trận chiến kia người đều chết. Không phải, đao lãnh lắc đầu nói, không biết là ai vận dụng đại thần thông, trải qua trận chiến kia người ký ức toàn bộ bị xóa đi. Lão giả kia tin tức vẫn là chỉ nghe truyền thuyết ra, cụ thể có phải thật vậy hay không, thuộc hạ không dám kết luận. Chẳng lẽ là trùng hợp, thanh đế truyền đến một đạo thì thảo âm thanh, dừng nửa ngày hắn đột nhiên hạ lệnh, nghĩ biện pháp giết chết giang giật đem hắn thanh kiếm kia đoạt tới. Đao nô cùng đao lãnh liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút, đao nô mở miệng nói, chủ nhân, thanh kiếm kia có vấn đề sao đao lãnh đã từng thấy qua thanh kiếm kia, giống như liền là phổ thông đạo thiên linh bảo a à. Không nên hỏi đừng hỏi, thanh đế lạnh giọng truyền lời nói, các người nghĩ biện pháp giết chết giang giật là được, bất quá muốn làm bí mật điểm, đừng cho ngụy bình bình nắm được cán, đi xuống đi. Đao nô cùng đao lãnh hai người rời đi, cặp mắt kia chậm rãi biến mất tại trong vách đá, sau một lát lại vang lên một đạo nghi ngờ thì thảo âm thanh hỏa long kiếm thật chẳng lẽ chính là thiên đế cái kia thanh thiên đế thần binh không phải tại minh đế trong tay sao giống như không phải vì sao ngụy bình bình lại như thế coi trọng giang giật đao nô cùng đao lãnh trở lại thanh đế phong mang về thanh đế mệnh lệnh nhưng đao ra người lại vì khó khăn giết chết giang giật đơn giản vấn đề là muốn làm bí mật điểm lại không thể bị ngụy bình bình nắm được cán giang giật như rùa đen trốn ở cửu dương cốc bên trong bọn hắn làm sao giết chết giang giật a à? Đao nô triệu tập đao ra sở hữu trưởng lão nghĩ biện pháp, một phen thảo luận về sau, bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng, cái kia chính là dẫn xả xuất động, để giang giật tự đi ra ngoài. Đao ra quyết định mở ra địa giới truyền tống trận, để địa giới người tự do bên trên thiên giới đến, lại đi địa giới thả ra lời đồn, nói giang giật tao ngộ nguy hiểm, dụ dùng giang giật thân nhân bằng hữu đến thiên giới cứu hắn. Các loại chờ những người này đến thiên giới, lược thi tiểu kế khiến cái này người vây ở một nơi nào đó, tiếp lấy liền có thể thông qua gian tế truyền tin tức cho Giang Giật, để chính hắn đi ra cửu dương cốc. Cưỡng ép Giang Giật thân nhân cùng bằng hiếu, việc này đao ra người còn làm không ra, cũng sẽ không làm quá giới hạn sự tình, miễn cho bị ngụy Bình Bình tìm tới cơ hội nổi lên. Bọn hắn chỉ là tung ra một chút mồi câu, dẫn dụ Giang Giật con cá lớn này tự chui đầu vào lưới thôi. chương 1699, không đáng, cửu dương thành bên trong, đi địa giới truyền tống trận rất nhanh liền mở ra, truyền tống trận này là đao gia mãnh liệt yêu cầu hạ phong bế, đao gia phái người đến đây nói có thể mở ra, cửu dương thành bên trong phụ trách truyền tống trận người tự nhiên lập tức mở ra. Dù sao địa giới tại thiên giới vẫn là có không ít người, mà lại địa giới cùng hỗn độn hải thế nhưng là có không ít người liên tục không ngừng truyền tống đi lên gia nhập thiên giới các đại quân. Ngụy thiên vương bọn người ngược lại là không có đặc biệt để ý, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, bọn hắn coi là đao gia người không có ý tứ. sợ tiếp tục phong ấn truyền tống trận sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, cho nên mới chủ động đưa ra giải khai truyền tống trận phong ấn. Việc này đao ra người không đề cập tới, bọn hắn đều chuẩn bị mở ra. Đao ra người bắt đầu không có bất kỳ cái gì cử động, thậm chí để các gia tộc người đều không cần đi chú ý phi vũ bộ, để gian tế không muốn vọng động, dạng này ngụy Thiên Vương bọn người liền sẽ chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Qua một tháng sau, đao lãnh lặng yên đưa tin cho Bạch Hà Vương, để hắn phái người thả ra lời đồn nói rằng giật giờ phút này bị nhốt thiên giới long đàm bí cảnh, tại làm nhiệm vụ lúc bị minh tộc bày ra đại trận khốn trụ. Phi vũ bộ đại nhân vật đều thúc thủ vô sách, nhiều nhất 3 tháng liền sẽ bị ma hóa. Lời đồn tự nhiên không thể chỉ phóng một cái, nương theo lấy cái này lời đồn, còn có giang giật tại thiên giới anh dũng sự tích, tại hỗn độn hải bị vô số cường giả vây công. Giang giật cầm đao phong thần độn phù đi thiên giới, theo đao ra trong đại quân giết ra khỏi trùng vây, cuối cùng tại người thần bí tương trợ hạ thoát đi thanh vực, gia nhập cửu dương quân, đồng thời rất nhanh tại cửu dương quân quật khởi, đạt được vân thiên vương tôn nữ vân băng yêu ái, bình bộ thanh vân trở thành phi vũ quân tá lĩnh. Thậm chí cửu dương thành sự tình cũng truyền ra, nói đao nô cùng đao lãnh tự mình đi cửu dương thành muốn người, nhưng bởi vì vân băng ra sức bảo vệ, vân thiên vương cùng ngụy thiên vương ra mặt bảo vệ giang giật vân vân. Đơn thuần truyền một cái lời đồn khẳng định là vô dụng, thật thật giả giả, trong thật có giả, trong giả có thật, lúc này mới sẽ cho người tin phục. Mà lại tin tức là cũng không phải là Bạch Hà Vương phái người truyền ra, là trong biển hỗn độn mấy nhà trinh sát mang về, tin tức này còn đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn hải. Lời đồn khẳng định không thể chỉ truyền địa giới, dạng này địa giới người đi hỗn độn hải sau khi nghe ngóng không phải lộ tẩy sao. Giang giật là địa giới nhân vật phong vân, loại tin tức này thoáng cái như hoa tuyết truyền khắp toàn bộ địa giới, nghĩ phong tỏa đều phong tỏa không được. Thoáng cái địa giới đều vỡ tổ, giang giật là bọn hắn địa giới người, tại thiên giới náo động lên đại sự như thế, xem như thay địa giới làm vẻ vang, đương nhiên rất nhiều người lo lắng thiên giới đại gia tộc giận chó đánh mèo địa giới. Địa sát phương cùng mị ảnh vương trước tiên phái người đi tìm hiểu tin tức chân thực tính, thậm chí mị ảnh vương còn phái đưa tin cho thiên giới mị ảnh tộc tộc nhân, chứng thực tin tức là thật hay giả. Tìm hiểu trở về tin tức, nhưng đất sát phương mị ảnh vương thiên hàn vương bọn người sắc mặt biến rất khó coi. Thiên giới truyền về tin tức cũng không nhiều, bởi vì rất nhiều tin tức tựa hồ cũng phong tỏa, bất quá giang giật đại náo thanh vực là sự thật, cuối cùng trốn cũng là sự thật, đao phong bị hắn giết cái này sớm đã truyền khắp thiên giới. Tư vô hải, vô danh đảo, mạch lăng thu bay vào hòn đảo, không người đem tìm hiểu trở về trên tình báo báo, dừng lại lại nói ra, quân chủ, cái kia huyền diệp cùng độc linh, chiến vô song, mà yêu nhi bọn người ở tại bên ngoài cầu kiến, các nàng nói muốn đi thiên giới. Hồ nháo, địa sát quân chủ sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, toàn bộ cầm xuống giam lại, lúc nào cũng còn muốn hồ nháo, chút thực lực ấy đi thiên giới chịu chết sao chiến vô song phi thăng tiền vạn quán mà yêu nhi giang nghịch lưu hoàng phủ đào thiên tư đồ nhất tiếu đều phi thăng rất nhiều thế hệ trẻ tuổi người phi thăng tự liền cái kia tiểu hồ ly tiểu phỉ đều hóa hình thành người phi thăng giang giật thân phận đặc biệt mạch lăng thu nghĩ lôi kéo hắn tự nhiên đối với thiên tinh giới người đặc biệt chiếu cố đưa đi đại lượng các loại tài nguyên phi thăng cần ba cái điều kiện nguyên lực pháp tắc linh hồn nguyên lực cùng linh hồn chỉ cần có tài nguyên cái này quá tốt tăng lên Pháp tắc mạch lăng thu đưa đi mấy chục khối thần bia, đối thần bia cảm ngộ, kia so nhìn xem thiên họa lĩnh hội càng nhanh, chỉ cần không phải quá ngu người đều có thể tùy ý cảm ngộ mộ một cái pháp tắc, phi thăng cũng liền bình thường. Sở hữu phi thăng người đều được an bài đi giang giật phủ, độc linh trở về chủ trì đại cục, ổn định giang giật hậu phương. Bất quá giang giật tin tức truyền đến, Lam ưng sơn bắt đầu đại loạn, độc linh bị buộc lấy biện pháp chỉ có thể dẫn người tìm đến địa sát quân chủ. Biết rõ, mạch lăng thu nhẹ gật đầu, giang giật sinh tử chưa biết, hậu phương nhất định phải giúp hắn giữ vững, độc linh bọn người giống như làm loạn, chỉ có thể toàn bộ cầm xuống. Dù sao hắn không ra truyền tống trận, độc linh bọn hắn chỗ nào đều không đi được. Không có lửa làm sao có khói A, à. địa sát quân chủ thật dài thở dài, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu thương khung, thì thao, đại nhân, truyền nhân của ngươi sẽ không như thế dễ dàng chết đi vẫn là mệnh trung tất có một kiếp, chờ chúng ta đi hóa giải. Địa sát quân chủ trầm ngâm thật lâu, cuối cùng đứng lên nói ta phải đi ra ngoài một bận, có thể sẽ đi thiên giới một chuyến ta không có ở đây thời gian địa sát giới sự tình ngươi một người độc đoán để giang giật người trong nhà toàn bộ đem đến vô danh đảo đến ở nói cho bọn hắn ta hội bình an đem giang giật mang về giống như làm loạn toàn bộ cầm xuống rõ địa sát quân chủ đặt quyết tâm mạch lăng thu không thật nhiều khuyên chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh của hắn địa sát quân chủ nghĩ nghĩ lại nói ra nếu như ta về không được dựa theo trước kia chế định phương án rút lui địa sát giới không được sai sót, quân chủ, mạch lăng thu sắc mặt trầm xuống, mặc dù hắn biết rõ đi thiên giới vô cùng nguy hiểm, nhưng địa sát quân chủ đều lưu lại di ngôn, điều này nói rõ nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Suy suy, địa sát quân chủ không tiếp tục nói một câu, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Hắn cũng không có trực tiếp truyền tống đi hỗn độn hải, mà là đi thánh linh giới. Hắn là địa giới xếp hạng trước mấy đại nhân vật, chiến lược có một không hai quần hùng, nhưng đây là tại địa giới, đi thiên giới hắn cái rắm cũng không bằng chỉ có lục ưng vương đi thiên giới miễn cưỡng có thể quấy phong vân lục ưng vương tốc độ quá nhanh tam trọng biến thân phía dưới ngụy đế cấp đều đuổi không kịp hắn còn có một người có thể làm cho thiên giới cường giả có chút kiêng kỵ cái kia chính là mị ảnh vương hắn tiềm ẩn thuật duy nhất bộ thiên giới mị ảnh vương tiềm ẩn dưới không có đạt tới ngụy đế cấp căn bản là không có cách phát hiện hắn bình thường phong vương cấp tao ngộ hắn hẳn phải chết cho nên sát vương không có tùy tiện đi thiên giới mà là lựa chọn đi thánh linh giới Mị ảnh vương thế nhưng là giang giật ông ngoại, địa sát phương chuẩn chuẩn bị lôi kéo mị ảnh vương cùng đi thiên giới, dạng này cứu ra giang giật cơ hội mới có thể càng hơn hơn phân. Tốc độ của hắn rất nhanh, vẻn vẹn hao tốn hạ giới một ngày thời gian hắn tựu đã tới thánh linh giới, hắn không có vào thành cưỡi truyền tống trận, mà là lặng yên tiềm hành đi thánh linh sơn. Vừa mới đến thánh linh sơn bên trên, hắn thần thức quét qua thế mà phát hiện hai người. Thiên hàn quân chủ cùng kỳ thanh trần đều tại, y đồ lại tại bên ngoài chờ, nhìn thấy hắn xuất hiện không có nửa điểm ngoài ý muốn, khom người nói, điện sát phương, phụ vương để cho ta tại cái này chờ lấy ngươi. Ha ha, điện sát phương cười nhạt một tiếng, xài bước đi đi vào, ánh mắt tại kỳ thanh trần thiên hàn vương trên thân quét qua khẽ vuốt cằm, cuối cùng nhìn qua mặt không thay đổi mị ảnh vương nói, mị ảnh vương, mặt buồn dầu làm gì đó là ngươi ngoại tôn, cũng không phải cháu của ta, ngươi có đi hay không thiên giới không đi ta cũng không đi. Thiên Hàn Vương cùng Kỳ Thanh Trần liếc nhau, hai người ánh mắt đều nhìn về phía mỹ ảnh vương, cái sau vẫn là mặt không thay đổi nói ra, các người ai thích đi người đó đi, ta già, chịu không được giày vò, chuyến đi này tuyệt đối hài cốt không còn. Vì một cái giang giật, bỏ qua chúng ta áo cơ nghiệp. Không đáng, cắt cắt chương 1700, nhân tộc hy vọng, hài cốt không còn, địa sát phương nghi đầu vặn một cái, hỏi chẳng lẽ ngươi nhận được tin tức gì nhà ngươi người lại từ thiên giới đưa tin trở về. Không có tin tức, Mị ảnh vương lắc đầu nói, giang giật trước kia tin tức đều là được chứng thực, nhưng hắn trước mắt tin tức thiên giới không có bất kỳ cái gì nghe đồn. Chính vì vậy, việc này mới quỷ dị, các người cũng không nghĩ một chút việc này vì sao thiên giới đều không có nghe đồn, ngược lại truyền đến địa giới tới mà lại truyền đi có bài bản hẳn hoi, nói bị vây ở long đàm bí cảnh, sau ba tháng liền bị ma hóa, cái này nói rõ là một cái bẫy trở lấy chúng ta đi đập đâu. Ha ha, địa sát quân chủ xem thường nở nụ cười, đùa cợt nói, mị ảnh vương người cũng quá xem trọng chính mình thiên giới đại gia tộc muốn đối phó ba người chúng ta lão gia hỏa còn cần loại này ám chiêu lại nói giết ba người chúng ta đối thiên giới đại gia tộc có chỗ tốt gì ba người chúng ta tại thiên giới cũng không có đắc tội với người a thiên hàn quân chủ cùng kỳ thanh trần liếc nhau hai người cảm giác nghị ảnh vương cùng địa sát phương đô nói rất có đạo lý các nàng đều không nghĩ ra trong này huyền cơ kỳ thanh trần nghĩ nghĩ mở miệng nói việc này hoàn toàn chính xác có chút tà môn hoặc là liền là âm mưu hoặc là liền là trùng hợp có thể là giang giật xảy ra chuyện sau tin tức rất nhanh bị cửu dương quân phong tỏa nhưng không cẩn thận toát ra đến chuyển đến hỗn độn hải tiếp theo chuyển đến địa giới giang giật tại hỗn độn hải giết không ít người hắn liền phải chết hỗn độn hải người vui đại phổ chạy cũng không phải là không có khả năng nếu như là âm mưu kỳ thanh trần đứng dậy ở trong đại điện đi dạo một bên đem nội tâm suy đoán ném đi ra bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cuối cùng đều sẽ có mục đích cái này âm mưu hiển nhiên không phải đối phó chúng ta địa giới người nếu không một khi bại lộ, địa giới vạn giới hội tức giận, về sau đêm không có ai đi trợ giúp thiên giới, tứ đế biết được cũng sẽ nổi giận. Sở dĩ lần này cho dù có âm mưu, hẳn là cũng không phải đối phó chúng ta, mà là vì đối phó. Giang giật, đối phó Giang giật, Kỳ Thanh Trần suy đoán để ba người ánh mắt lóe lên, ba người tinh tế nghĩ nghĩ, phát hiện Kỳ Thanh Trần suy đoán có chút đạo lý. Bất quá Mỹ Ảnh Vương nghĩ nghĩ, rất nhanh bác bỏ nói, bất luận là âm mưu vẫn là trùng hợp, việc này ta dù sao không muốn nhúng vào vì một cái giang giật, đem chúng ta ba cái gia tộc đánh cược ra, thật đáng giá không ba người chúng ta lão ra hỏa mà chết, hậu quả là thế nào, các người hẳn là phi thường tinh tường, chỉ ít ba nhà chúng ta địa bàn là giữ không được. Có đáng giá hay không đến, ta đều muốn đi thiên giới. Thiên Hàn quân chủ đứng lên nói, ta vốn là dự định đi thiên giới, nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, thanh trần cũng đã trưởng thành, ta chính là nhân tộc cống hiến một chút nhiệt lượng thừa. Bộ xương già này còn bất động, chỉ có thể chết tại thiên hàn giới. Thanh Trần, thiên hàn quân chủ ánh mắt nhìn về phía kỳ Thanh Trần nói, ta đi thiên giới, sẽ nghĩ biện pháp tìm hiểu giang giật tin tức, giống như có thể cứu, ta khẳng định đem hắn mang về. Giống như không thể cứu, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ có thể nói tận ta nhất đại lực lượng. Người cũng không nhỏ, trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn là thành thục. Phụ vương không có ở đây, thiên hàn giới hết thảy đều dựa vào ngươi, kỳ ra cũng nhờ vào ngươi. Ngươi không thể lại tùy hứng, phụ vương lần này đi một lần có thể tự không về được, không muốn là ta bi thương, bởi vì ta là là nhân tộc mà chiến. Thiên Hàn quân chủ còn chưa nói xong, kỳ thanh trần lệ thủy giống như như nước suối tuôn ra. Nàng muốn nói gì, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời, chỉ là hai mắt đẫm lệ nhìn qua thiên Hàn quân chủ. Được, mị ảnh vương đã không đi, thiên Hàn vương hai người chúng ta đi một chuyến đi. Địa sát phương thoáng nhìn mị ảnh vương nói, chính hắn ngoại tôn đều cảm thấy không đáng, lão phu lại cảm thấy giá trị, coi như vì giang giật không thèm đếm xỉa ta đầu này mạng già, thậm chí chúng ta mạch ra toàn bộ tộc nhân mệnh. Đều giá trị, ách, địa sát phương để ba người đầy mắt chấn kinh ngạc, giang giật thế mà tại địa sát phương trong lòng nặng như thế phân lượng vì giang giật đều nguyện ý liên lụy mạch ra sở hữu tộc nhân. Chờ chút, mị ảnh vương nhìn thấy địa sát phương muốn đi, quát khẽ nói, địa sát phương ngươi đem nói chuyện rõ ràng, giang giật cái kia tiểu dã trùng đến cùng có cái gì chỗ đặc thù để ngươi coi trọng hắn như vậy. Hắn không có gì đặc thù địa phương, địa sát phương cười thần bí, dừng một chút nói ra, không bằng hắn là tương lai nhân tộc hy vọng, nhân tộc sinh tử tồn vong tự nhìn hắn phải chăng có thể quật khởi. Cái gì, mị ảnh vương thân thể run lên thình lình đứng lên, thiên hàn quân chủ cùng kỳ thanh trần liếc nhau cũng cảm giác có chút thiên phương dạ đàm. Nhân tộc đều như vậy, dựa vào một cái giang giật liền có thể lực kéo cuồng lan. Địa sát phương, người xác định không nói mê sảng mị ảnh vương vẫn là không dám tin hỏi. Ha ha, địa sát phương thản nhiên nở nụ cười, ánh mắt trở nên thâm thúy, Nói ra, các ngươi hẳn phải biết ta lúc còn trẻ đi qua thiên giới A ta khi đó tại viêm đế quân còn tưởng là một cái tướng quân. Ừm, các ngươi đều đi qua, tự ta không có đi. Thiên hàn quân chủ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mị ảnh vương nói, ta nhớ được mị ảnh vương vẫn là cuồng đế quân một cái đại tướng quân vương A. Không nói những thứ này, mị ảnh vương không muốn ôn chuyện, khoát tay trận lại nói, địa sát vương, nói điểm chính. Khi đó thiên giới lực lượng còn có thể, địa sát vương hồi ức nói, viêm đế còn mang bọn ta phản công thiên cương giới, một đường thế như trẻ tre, hủy diệt minh tộc vô số, cuối cùng còn chiếm nhận thiên cương giới đế thành, thiên cương thành. Các ngươi đoán, ta tại thiên cương thành đạt được cái gì? Kỳ thanh trần đại khí không dám phun ra, nhỏ giọng nói tiếp cái gì? Ma tinh cầu, địa sát phương chậm rãi mà nói, ma tinh cầu có thể ghi chép một chút hình ảnh, cái kia ma tinh cầu là một cái cao cấp minh tướng tư tàng. Bên trong ghi chép một đoạn cố sự năm đó minh tộc đại quân vây công thiên đình hình tượng, bên trong tinh tường ghi chép cửu dương thiên đế là thế nào vẫn lạc. Cái này, thiên hàn vương cùng mị ảnh vương con người co rụt lại, cửu dương thiên đế chết một mực là cái không hiểu chi mê, lại không nghĩ rằng lại có minh tộc ghi chép xuống chuyện năm đó. Ba người cũng không dám mở miệng, chậm đợi địa sát vương giải khai đáp án, địa sát vương nhắm mắt trầm mặc một hồi, thở dài, minh đế xuất lĩnh ức vạn minh tộc vây quanh thiên đình, cửu dương thiên đế tự thiêu mà chết. Thiên đình biến mất, thiên đế cái kia thanh thần binh cũng chia ra làm thất bay mất. Chờ chút, Mị ảnh vương đột nhiên nhớ tới cái gì, cắt ngang địa sát vương, thiên đế thần binh không phải tại minh đế trong tay sao đây chính là thiên giới người người đều biết sự tình a. À. Không phải, địa sát vương phi thường khẳng định nói ra, minh đế hẳn là làm một cái giả thiên đế thần binh, chân chính thiên đế thần binh bay mất, mà lại ta còn thân hơn mắt thấy qua, kỳ thanh trần người cũng hẳn là nhìn qua. Ta, kỳ thanh trần nháy nháy mắt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thân thể mềm mại kịch chấn, mang theo run giọng nói ra, địa sát vương. Người sẽ không nói giang giật hỏa long kiếm, liền là thiên đế thần binh A. Phải, cũng không phải. Địa sát phương vuốt cầm nói, hắn chỉ lấy được mấy cái tàn kiện, còn không có thể tựu tất cả tàn kiện. Các ngươi hẳn là nhớ rõ kiếm sát bí cảnh bên trong kiếm sát phương A kỳ thật ta đã biết từ lâu kiếm sát phương là thiên đế thần binh trong đó một kiện, cuối cùng kiếm sát phương bị ai thu phục. Giang giật, kỳ thanh trần thốt ra, kinh hô lên, không sai, kiếm sát phương có thể cùng hỏa long kiếm dung hợp, dùng hợp về sau giống như hỏa long kiếm khí tức cường đại rất nhiều lần. tt thiên hàn vương cùng Nghị ảnh vương liếc nhau, hai người đều hít một hơi lãnh khí. Hiệu lệnh thiên hạ thiên đế thần binh tại giang giật trong tay, ở trong đó đại biểu cho cái gì ngụ ý hai người phi thường tinh tường giang giật là cửu dương thiên đế truyền nhân. chương 1701, Lão già cửu dương thiên đế người thế nào? Đối với ba người tới nói, kia là thiên thượng hạo nguyệt, xa không thể chạm nhân vật. Đừng nói cửu dương thiên đế, coi như tứ đế đó cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, liền gặp một lần ba người cũng không có tư cách. không nghĩ tới giang giật đúng là cửu dương thiên đế truyền nhân, là vị này nhân tộc trong lịch sử yêu nghiệt nhất thiên tài, bác học nhất phó học kỳ tài, nhất cường đại thiên đế truyền nhân. không nói cái gì, coi như giang giật thân phận ném đi ra, thanh đế bọn người muốn kho mình hành lễ a. À. mỹ ảnh vương cùng thiên hàn vương rốt cuộc minh bạch địa sát vương vì sao coi trọng như thế giang giật, vì sao nói giang giật quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong nhân tộc sắp bị diệt tới nơi, chính là cần một cái mạnh mẽ hữu lực nhân vật đến mang lĩnh nhân tộc chống cự minh tộc. Tứ đế không ai phục ai, cửu dương quân cùng diệt ma quân càng không phục tứ đế, giống như Giang giật thật là thiên đế truyền nhân, thân phận của hắn liền có thể thống soái quần hùng, tay cầm thiên đế thần binh có thể hiệu lệnh thiên hạ. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, cái kia chính là Giang giật có đầy đủ thực lực, nếu không ngày này đế truyền nhân thân phận cùng bên kia thần binh, sẽ cho hắn mang đến tai họa ngập đầu. Nghị ảnh vương, có đi hay không, một câu. Địa sát phương thanh âm phá vỡ đại sảnh yên tĩnh, người không đi, chờ ngươi đứa cháu ngoại này đến lúc đó trở thành thiên hạ chi chủ, người nghĩ nhận hắn, hắn đoán chừng cũng sẽ không nhận ngươi. Mị ảnh vương đôi mắt lấp lẽ, nhìn chằm chằm địa sát phương hỏi, địa sát phương ngươi xác định không có gạt ta. Thích đi hay không, không đi dẹp đi, địa sát phương không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp mở ra tòa thành cấm chế nhanh chân đi ra đi, thiên hàn vương đồng dạng không chần chờ đi theo ra ngoài, Mị ảnh vương cắn răng, quát khẽ nói y đồ, lăn tới đây. Hiu, y đồ chạy vội mà vào, mị ảnh vương nhanh chóng bàn giao nói, ta muốn đi thiên giới một chuyến, lúc ta không có ở đây, người chính là y gia tộc trưởng. Nếu ta không thể trở về đến, y ra bởi người thống soái vạn nhất có tình huống khẩn cấp, hết thảy dựa theo trước kia chế định kế hoạch làm việc. Phụ thân, y đồ sắc mặt quính lên, mị ảnh vương bá đạo quát, đừng hỏi nhiều như vậy, mặt khác. Bồng bình để nàng tiếp tục tại thánh ngục ở lại, không được đem phía ngoài bất cứ chuyện gì nói cho nàng Hưu sau khi nói xong mị ảnh vương thân thể lẻn ra ngoài đối bên ngoài chờ với địa sát vương cùng thiên hàn vương nói ra các ngươi còn muốn an bài cái gì nếu như không có tựu truyền tống đi hỗn độn hải đi đi nên an bài tất cả an bài xong thiên hàn vương quay đầu nhìn một cái kỳ thanh trần ba người vọt thẳng nhập y ra một tòa thành lâu đài bên trong rất nhanh một đạo trùng thiên quang mang sáng lên ba người truyền tống đi hỗn độn hải cửu dương thiên đế ngươi như trên trời có linh tự phù hộ con dân của ngươi đi. Kỳ thanh trần đầy mắt phức tạp, đối cái kia đạo phóng lên tận trời cột sáng yên lặng cầu nguyện. Y đồ y bất hối bọn người kinh ngạc đứng ở bên ngoài, nhìn qua cột sáng kia, bọn hắn đều đoán được ba người muốn đi làm gì. Thiên giới, đối với địa giới người mà nói, nơi đó là khắp nơi đều là nguy hiểm, thời khắc đều có thể vẫn lạc hiểm địa. Ba cái lão gia tử đi thiên giới có thể hay không trở về tựu xem thiên ý. Ba người truyền tống đi không linh đảo, ở trên đảo có 10 cái phong vương cấp thủ hộ, mị ảnh vương bọn người coi là những này phong vương cấp sẽ làm khó ba người, lại không nghĩ rằng ba người nói chuyện đi thiên giới tổng quân, cái gì đều không có hỏi, trực tiếp mở ra truyền tống trận. Hỗn độn hải tin tức ba người đều không cần tìm hiểu, dù sao truyền tống trận mở ra, ba người không muốn nhiều như vậy, đi thiên giới lại nói. Dòng dã truyền tống hơn 10 canh giờ, ba người rốt cuộc ra cửu dương thành bên trong một cái trong truyền tống trận. Ba người khí thức cường đại, lập tức đưa tới truyền thống trận phủ cận rất nhiều thủ vệ chú ý một cái đại thống lĩnh lãnh mâu liếc nhìn mấy người trầm giọng hỏi các ngươi là ai địa giới mặc dù là thiên giới nhưng mỹ ảnh vương cũng không phải là lần đầu tiên tới hắn đã từng thế nhưng là cuồng đế quân đại tướng quân vương cái này đại thống lĩnh là phong vương cấp nhưng thực lực kém hắn xa hắn khẽ vuốt cằm lấy ra một tấm lệnh bài đã đánh qua cũng không nói chuyện ngạo nghễ đứng thẳng a à, nguyên lai là y hố tướng quân Mị ảnh vương lệnh bài này là từng tại cuồng đế quân lệnh bài, mặc dù về sau trở về địa giới, nhưng thân phận lệnh bài vẫn còn ở đó. Đại thống lĩnh kiểm nghiệm qua lệnh bài triệt để yên tâm, đều không đi kiểm nghiệm địa sát phương đám người thân phận, chắp tay nói, áo tướng quân lần này tới thiên giới có chuyện gì quan trọng giống như muốn gia nhập chúng ta cửu dương quân, ta có thể lên báo thông soái cho tối ưu dày đãi ngộ. Ra, còn theo cái gì quân lần này tới thiên giới tùy ý đi dạo? Mị ảnh vương tùy ý chắp tay, mang theo điện sát phương cùng thiên hàn vương chiều một cái khách sạn đi đến đại thống lĩnh cũng không để ý tiểu thiên thế giới có một ít lão gia hỏa không có việc gì cũng tới thiên giới đi dạo cái này rất bình thường mỹ ảnh vương vì sao không gia nhập cửu dương quân gia nhập không phải có thể càng thêm dễ dàng tìm hiểu tin tức sao tiến vào khách sạn về sau thiên hàn vương lập tức hỏi hừ hừ mỹ ảnh vương cười ngạo nghễ nói ta là cuồng đế quân mặc dù lui nhưng đã từng cũng là một hào nhân vật sao có thể tùy ý gia nhập cửu dương quân Mị ảnh vương dừng một chút, tiếp tục nói ra, lại nói: Tại Cửu Dương quân ngược lại không tốt tìm hiểu tin tức. cửu Dương trong quân Mị ảnh tộc nhân vẫn là có mấy cái tùy ý đưa tới liền có thể nhẹ nhóm tìm hiểu ra. Ừm, địa sát vương nhận đồng nhẹ gật đầu, hắn không phải từ quân gia nhập Cửu Dương quân đến lúc đó nghĩ rời khỏi liền phiền toái. đã Mị ảnh vương có thể nhẹ nhóm tìm hiểu tin tức, vậy vì sao phải gia nhập cửu Dương quân? Ông, Mị ảnh vương lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, thiên lực rót vào nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng, một nén nhang sau hắn mở mắt ra nói tốt, trong thành tựu có tộc ta bên trong người, một lát sau hắn liền sẽ tới. Nghiêu, địa sát phương giơ ngón tay cái lên, loại sự tình này không phục không được, mị ảnh tộc tộc nhân là trời sinh trinh sát, ở đâu đều được hoan nghênh. Mị ảnh tộc tộc nhân trải rộng thiên hạ, thiên giới các đại thế lực đều có người, mị ảnh vương cái này tộc vương tắc tùy ý có thể gọi đến những người này. Ba người kiên nhẫn chờ, vẻn vẹn đi qua ba nén hương thời gian, phía ngoài cấm chế tự phát sáng lên địa sát phương mở ra cấm chế một đạo thanh phong nhẹ nhàng vào đây ngưng kết ra một thân ảnh hắn quỳ một chân xuống đất quát khẽ nói áo khổ tham kiến tộc vương tham kiến hai vị đại nhân áo khổ mị ảnh vương nhướng mày có chút nhớ nhung không đến hỏi ngươi là cái nào nhất mạch áo khổ bẩm báo nói bẩm tộc vương ta là thứ năm chi mạch ta đại gia ra là áo liệng a à, a à, là áo liệng nhất mạch kia a à. mị ảnh vương khẽ vuốt cằm áo liệm thế nhưng là trong tộc một cái rất trọng yếu trưởng lão. Xác định thân phận của người này, hắn các vùng sát phương mở ra cấm chế sau hỏi, người nhưng có giang giật tin tức. Giang giật, áo khổ nhướng mày, nghĩ nghĩ trả lời, giang giật tin tức bị phong tỏa, bất quá muốn dò xét đến, nên vấn đề không lớn. Bị phong tỏa địa sát phương cùng thiên hàn vương liếc nhau, chẳng lẽ cho kỳ thanh trần đoán chúng. Nghị ảnh vương nghĩ nghĩ hỏi, ta nghe được một cái truyền ngôn, giang giật bị vây ở long đàm bí cảnh, người có nghe nói qua loại này tin tức. Có, áo khổ rất khẳng định nói ra, ngày đó xảy ra chuyện thời điểm, vân băng tiểu thư vội vội vàng vàng trở về, tiếp lấy vân thiên vương tự mình xuất động. Nghe nói là nhiệm vụ xảy ra chuyện, phi vũ quân chết rất nhiều người, nếu không phải giang giật cứu giúp, vân băng tiểu thư đều đã chết. Ừ, ba cái lão già liếc nhau, đều có chút tin tưởng, việc này thật đúng là rất giống giang giật phong cách hành sự. Nghị ảnh vương khoát tay áo nói, đi dò xét thoáng cái, xác định giang giật phải trăng tại long đàm bí cảnh, đem sở hữu tình báo đều tìm hiểu tinh tường. Áo khổ nhanh chóng lui ra, bay ra khách sạn lúc hắn thân ảnh ngưng hiện ra, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, lão già, người không chết, ta đại gia ra làm sao thượng vị. chương 1702, phong thần khốn ma trận. Tại áo khổ sau khi đi, mị ảnh vương lại không yên lòng, lần nữa lấy ra ngọc phù cảm ứng, kết quả trong thành còn phát hiện một cái khác mị ảnh tộc tộc nhân. Bất qua cái này tộc nhân đợi chừng một canh giờ mới tới, nói là tại chấp cần. Cái này không chỉ có không để cho mị ảnh vương bọn người hoài nghi, ngược lại càng yên tâm hơn. Dù sao những này tộc nhân cơ bản đều là chi mạch, giống như mị ảnh vương tùy ý gọi đến tự vứt bỏ hết thảy chạy tới, vậy liền không bình thường. Cái này mị ảnh tộc hồi phục tình huống cùng áo khổ cái kia không sai biệt lắm, tình huống cụ thể không phải quá rõ ràng, bất qua chứng thực gian giật hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Không thể không nói bố trí hai cái này trinh sát người là tương đương thông minh, mà lại đoán chắc mị ảnh vương sẽ đến. Giống như hai cái này mị ảnh tộc nhân vừa đến đã nói thẳng giang giật giờ phút này bị nhốt long đàm bí cảnh, để mị ảnh vương bọn người nhanh đi nghĩ cách cứu viện. Mị ảnh vương ba người tuyệt đối sẽ hoài nghi, dạng này treo mọi người khẩu vị, ngược lại sẽ để trong ba người tâm càng thêm cấp bách, từ đó đã mất đi tỉnh táo cùng đề phòng. Tại sau mười mấy canh giờ, áo khổ trở về, vẫn không có mang đến phi thường khẳng định tin tức, chỉ nói là giang giật xác định tại long đàm bí cảnh, long đàm bí cảnh tư liệu ngược lại là rất kỹ càng. Được rồi, người đi xuống đi, không có gọi đến không chiếm được tìm chúng ta. Mị ảnh vương triệt để buông xuống cảnh giác, ba người nhìn một hồi long đàm bí cảnh tư liệu sau bắt đầu thương nghị đối sách, cuối cùng quyết định ba người lao tới long đàm bí cảnh nhìn xem tình huống lại nói. Long đầm bí cảnh tại thiên hồng giới ngoại, khoảng cách cũng không phải quá xa, có mị ảnh vương nhẹ nhõm có thể mang theo hai người chui vào bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh vô cùng nguy hiểm, cùng minh hà bí cảnh đồng dạng, bên trong minh tộc rất nhiều, nhân tộc cùng minh tộc đều tại lặp đi lặp lại tranh đoạt cái này bí cảnh, cửu dương quân hàng năm đều muốn trong này chiến tử rất nhiều người. Vấn đề là bọn hắn làm sao đi hư không bên ngoài thiên hồng giới cũng không phải địa giới, nơi này không gian phi thường ổn định, coi như mị ảnh vương đều rất khó xé rách, chứa nói chi là đâm xuyên tiến vào. Ba người tổng cộng một phen quyết định truyền tống đi cuồng đế thành vận dụng mị ảnh vương trước kia quan hệ truyền tống đi hư không bên ngoài, lại chuyển tới long đàm bí cảnh. Dạng này mặc dù sẽ chậm chế một chút thời gian, nhưng rất an toàn sẽ không bại lộ mị ảnh tộc tộc nhân, không đến mức hại bọn hắn. Ba người từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới tìm cửu dương quân, một là mị ảnh vương là cuồng đế quân, địa sát vương là viêm đế quân, hai người có chút bài xích cửu dương quân. Hai là cường giả đều có tự tôn, bọn hắn muốn dựa vào năng lực của mình đi làm việc, mà không phải đi cầu người khác. Ba người đi truyền tống trận, thanh toán thần nguyên trực tiếp truyền tống đi cuồng đế thành. Đám ba người vừa đi, áo khổ cùng một cái khác mị ảnh tộc nhân lập tức thở dài một hơi, hết thảy đều tại trong kế hoạch, mị ảnh vương cuối cùng quả nhiên đi cuồng đế thành, giống như tìm cửu dương quân, như vậy kế hoạch tổ triệt để thất bại. Áo khổ hai người tiến vào một cái tòa thành trong mật thất, gặp mặt một vị đại nhân vật báo cáo tình huống. Đại nhân vật kia toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào, căn bản dò xét không được khuôn mặt, hai người cũng không biết thân phận của hắn. Tốt, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, người áo đen nghe xong lời của hai người, khoát tay áo nói, các ngươi ra ngoài đi, có người hội mang theo các ngươi đi bên ngoài tránh một đoạn thời gian, các ngươi khen thưởng hắn sẽ cho ngươi. Ta đáp ứng các ngươi mị ảnh vương mà chết, áo liệm liền, liền là đời tiếp theo mị ảnh vương. Tạ đại nhân, áo khổ kích động quỳ xuống dập đầu, mang theo một người khác nhanh chóng rời đi. Các loại chờ hai người đi, người áo đen mới bỏ đi trên đầu áo choàng, lộ ra một tấm khôi ngô mặt, đúng là một hà ngư, một thiên vương tôn tử. Cho các người thần nguyên đi minh giới tốn đi. Mộc Hà Ngư U U cười một tiếng, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Không phải hai cái này mỹ ảnh tộc không đủ cẩn thận, chỉ là lần này dụ hoặc quá tốt đẹp đại, áo khổ hai người lựa chọn dùng mệnh đến bác, rất rõ ràng hai người bác thua. Đao nộ, chuyện bên này bản thiếu gia đã giúp ngươi làm xong, chuyện về sau tự xem các ngươi. Giang giật, đừng trách bản thiếu gia tâm ngoan, Vân Băng chỉ có thể thuộc về bản thiếu gia một người. Mộc Hà Ngư U U thở dài, thân thể hướng ra phía ngoài tránh đi. Mị Ảnh Vương ba người tới Cửu Dương Thành, nếu như là thường ngày tình huống, Vân Thiên Vương bọn người khẳng định hội được biết. Lần này tại Mộc Gia bố cục dưới, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương bọn người lại không biết chút nào. Mị Ảnh Vương ba người quyết định đi Long Đàm bí cảnh, chuyện còn lại tựu đều tốt làm. Ba người thành công lợi dụng Mị Ảnh Vương lão quan hệ truyền thống đi hư không bên ngoài, dù sao đi hư không bên ngoài không coi là chuyện lớn, Mị Ảnh Vương lão bằng hữu tự nhiên sẽ hỗ trợ. Ba người theo trong hư không bắt đầu hướng Long Đàm bí cảnh bay đi tốc độ mặc dù đều rất nhanh, nhưng khoảng cách rất xa ít nhất phải một tháng mới có thể bay đến Long Đàm Bí Cảnh. Ba người thay phiên mang theo phi hành, ngược lại là cũng không phiền hà. Hư không bên ngoài có tuần bên cạnh dùng, ba người hành tung một mực tại đao ra người mật thiết giám thị bên trong, Long Đàm Bí Cảnh bên trong bố cục bắt đầu, lớn như vậy đao ra liên hợp rất nhiều đại gia tộc muốn bố cục vây khốn ba cái phong vương cấp cái này quá đơn giản. Ba cái lão gia hỏa, bị người nắm mũi dẫn đi, tại một tháng sau một đầu đâm vào long đàm bí cảnh bên trong, không có nhắc lên bất luận cái gì bọt nước, hoàn toàn biến mất. Địa giới sự tình, thiên giới căn bản không chú ý, trừ phi địa giới xuất hiện hảo kiếp có người cầu viện. Địa giới ba cái lão ra hỏa tới thiên giới, lặng yên đi long đảm bí cảnh. Việc này căn bản không có gây nên bất luận cái gì đại lão chú ý, coi như ba người chết ở bên trong, đoán chừng cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người để ý. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, đao ra gia gian tế bắt đầu dẫn giang giật con cá lớn này ra. Nhưng mà, để đao nộ bọn người mắt trợn tròn chính là gian giật mở ra song trọng cấm chế trừ phi kịch liệt công kích cấm chế hoặc là tìm đại thống lĩnh mở ra cấm chế bên ngoài căn bản liên lạc không được gian giật kịch liệt công kích gian tế thoáng cái tự bại lộ sẽ kinh động vân thiên vương phụ trách tu luyện mật thất đại thống lĩnh là vân thiên vương người đao ra gian tế trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ hao tốn to lớn đại giới vận dụng vô số người thật vất vả đem ba cái kia lão ra hỏa theo địa giới dẫn tới thiên giới vây ở long đàm bí cảnh lại liên lạc không được giang giật, đao ra người mộng. Giang giật đang bế quan, ai biết hắn hội tu luyện bao lâu giống như tu luyện 10 năm, mấy chục năm mới xuất quan chẳng lẽ lại nhiều như vậy gia tộc, nhiều người như vậy đều trông mong chờ lấy hắn. Chỉ là có thể có biện pháp nào, giống như kinh động đến vân thiên vương bọn người tự phí công nhọc sức, việc này chỉ có lặng lẽ truyền lời cho giang giật, để hắn một người đi cứu, ra ngoài, nếu không mọi người hao tổn tâm cơ bố trí cục này có ý nghĩa gì. Chỉ có các loại chờ dù sao ba cái kia lão ra hỏa vây ở long đàm bí cảnh bên trong, trong thời gian ngắn không chết được. Đao ra người không có tính toán giết chết ba người, lần này chỉ là vì chém giết giang giật, chỉ vì cướp đoạt trong tay hắn hỏa long kiếm thôi. Long đầm bí cảnh ở giữa nhất long đàm dưới đáy, mị ảnh vương ba người toàn bộ bị màu đen hàn thiết cự liên trói lại, ba người thiên lực đều không thể vận dụng, chớ nói chi là chặt đứt những này hàn thiết cự liên. Ha ha, thiên hàn vương, thật đúng là cho ngươi nữ nhì đoán chúng A, à, cái này đích xác là cái cục mục đích không phải chúng ta ba cái lão ra hỏa, mà là giang giật A. À. Địa sát phương than khổ một tiếng, giống như đến giờ phút này ba người còn muốn không thông lời nói, ba người cũng không xứng xưng là địa sát giới đỉnh cấp đại lão. Thiên Hàn Vương liên tục cười khổ, lại là không biết nói cái gì cho phải. Mị ảnh Vương sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói ra, phong thần khốn ma trận, đây là đối phó Minh Vương đại trận, thế mà dùng để trói buộc ba người chúng ta lão ra hỏa, những này đại gia tộc mặt cũng không cần, bọn hắn muốn thanh kiếm kia đi. Địa sát phương đôi mắt trở nên ảm đạm xuống tới, vì thanh kiếm kia, đừng nói không biết xấu hổ sự tình, đoán chừng cùng minh tộc cấu kết sự tình bọn hắn cũng có thể làm được đi ra. Ai, hy vọng giang giật tuyệt đối đừng đến, bằng không hắn chết một lần, nhân tộc tụ triệt để không có hy vọng. chương 1703, trong vòng 5 ngày ta tất đến. Giang giật hoàn toàn chính xác mở ra song trọng cấm chế, hắn là bị vân băng làm phiền. Nhà đầu này mỗi lần làm nhiệm vụ sau khi trở về, đều muốn đi chỗ của hắn chuyển một lần, cũng không nói cái gì, tùy ý xả vài câu tựu đi. Giang giật đã nhìn ra, nhà đầu này liền là nghĩ đến lời nói khách sáo, hắn không nói thật tựu buồn nôn hắn, quấy rầy hắn tinh tu. Sở dĩ hắn rất quả quyết không có nể tình, trực tiếp mở ra song trọng cấm chế, vân băng không đến mức toàn lực công kích đại môn A. Vân băng đằng sau tới một lần, nhìn thấy Giang giật mở ra song trọng cấm chế về sau, biết rõ bộ không ra lời, lòng tự trọng tựa hồ bị thương tổn, không còn có đi tìm Giang giật trong tu luyện là gần như không biết thời gian giang giật thôn vệ mấy chục mai năng lượng đan căn bản không cảm giác đói khát không ngừng tu luyện thiên lực cũng có thể bổ sung trong thân thể năng lượng hắn toàn tâm toàn ý lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa nếu như mỏi mệt mệt mỏi ngã đầu tựa ngủ sau khi tỉnh lại tiếp tục tham ngộ trong mật thất thiên lực tốc độ tu luyện quá nhanh có thần thụ diệp lĩnh hội tốc độ cũng nhanh chóng giang giật nhưng thật ra là tại ép buộc chính mình quên phía ngoài hết thảy không đi nghĩ địa giới sự tình không đi nghĩ y thiền doãn nhược băng tô như tuyết y phiêu phiêu bọn người. Lần này địch nhân của hắn quá quá mạnh, hắn rời đi phi vũ bộ tựu hẳn phải chết. Hắn không muốn cả một đời uất ức ở lại đây, hắn phải mạnh lên, phải biến đổi đến mức đao ra căn bản bắt hắn không có cách, muốn cường đại để đao nô đều giết không chết hắn. Thanh đế nhân vật như vậy, không có khả năng quang minh chính đại đối phó hắn một người trẻ tuổi A. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, muốn chiến lực cường đại đến để đao nô đều giết không chết hắn, vậy thì nhất định phải từng bước một tu luyện, trước đem cơ sở đánh tốt, trước đột phá phong vương cấp. Hắn đi cảm ngộ khiếu huyệt thần văn, đi tìm tòi chân chính lực thần quyết, mặc dù thời gian ngắn có thể làm cho nhục thân trở nên mạnh hơn, nhưng này không phải vương đạo. Không có một cái nào tốt cơ sở, hắn các phương diện chiến lực đều không được, là không cách nào đối kháng ngụy đế cấp cường giả. Hắn bế quan đã dòng rã 3 tháng, hạ giới đã qua hơn 20 năm, hắn còn chuẩn bị tiếp tục bế quan xuống dưới, thẳng đến triệt để cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, thiên lực tu luyện đầy, đột phá phong vương cấp tái xuất quan. Đao ra người không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể khổ đợi. Không chỉ có như thế bọn hắn còn muốn không ngừng phái người tiêu diệt toàn bộ trong long đàm minh tộc, bảo hộ mị ảnh vương ba người không chết, cái này khiến đao nộ phiền muộn đến thổ huyết, thời gian kéo càng lâu, rất có thể long đàm bí cảnh bên trong sự tình bị ngụy thiên vương bọn người được biết, đến lúc đó hội thất bại trong gang tấc 4 tháng, 5 tháng, đao ra tại long đàm bí cảnh bên trong đã tổn thất ít nhất 10 vạn cường giả, lòng đảm bí cảnh bên trong sự tình rốt cuộc ẩn tàng không ở. Dù sao thời gian dài như vậy đao ra không ngừng phái người đi, cái này không giống đao ra phong cách, các thế lực mật thám đều có phát giác. Phong bí cảnh, đã đến tình trạng này, đao nộ không đường thối lui, thanh đế ra lệnh nhất định phải giang giật thanh kiếm kia, hắn có thể làm sao vận dụng nhiều người như vậy, tại bí cảnh bên trong chết nhiều người như vậy, làm sao có thể từ bỏ. Đao ra đại quân điều động, đem lòng đảm bí cảnh đoàn đoàn bao vây, bất kỳ người nào đều không được tới gần, Đao nộ đối ngoại tuyên bố đao ra quân đội tại Long Đàm bí cảnh cùng minh tộc khai chiến thụ trọng thương, chuẩn bị tự tay giành lại cái miệng này khí, cùng minh tộc tại Long Đàm bí cảnh bên trong cùng chết. Lời giải thích này liền xem như đồ đần đều sẽ không tin, rất nhiều mật thám xuất động, bắt đầu dò xét đao ra đến cùng muốn làm gì, nhưng đao nộ việc này làm rất ẩn nấp, biết rõ việc này người rất ít, toàn bộ phong tỏa tin tức. Mà lại, đao nộ phi thường thông minh, để cho người ta cố ý thả ra một chút lời đồn, tỉ như tại long đàm bí cảnh bên trong phát hiện dị bảo, tỉ như đao ra tại long đàm bí cảnh bên trong sự tình nhưng thật ra là mê vụ, nhà bọn hắn có mục đích riêng, ngay tại làm một đại sự. Lại tỉ như đao ra tại nào đó nơi nào đó mới phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, cố ý dẫn đạo đại gia đi chú ý long đàm bí cảnh, bọn hắn tốt lặng lẽ đoạt bảo. Trong lúc nhất thời lời đồn bay đầy trời, đao nộ tấp nập điều động đao ra người đầy thế giới chạy loạn, hấp dẫn các đại thế lực lực chú ý, làm cho toàn bộ thiên hồng giới đều mơ mơ màng màng, triệt để không biết đao gia đang làm gì. Một tháng sau, một tin tức tốt truyền đến, để đao nộ bọn người vui đến phát khóc giang giật rốt cục xuất quan. Một tháng này, đao nộ kém chút điên rồi, đao gia vô số đại quân điều động, diễn ra từng tràng trò hay, đem toàn bộ thiên hạ cường giả lượn quanh choáng, bọn hắn bản thân người cũng thiếu chút choáng. Giống như giang giật còn không ra, đoán chừng rất nhiều người đều muốn nghỉ việc. Dù sao ai cũng không biết giang giật lúc nào ra, vạn nhất giang giật mấy chục năm không ra, chẳng lẽ bọn hắn phải ở bên ngoài bôn tẩu mấy chục năm. Mặc dù giang giật ra, nhưng đau ra gian tế nhưng không có lập tức liên hệ với hắn. Giang giật ra lúc, vừa vẫn có cái đại thống lĩnh tại, gian tế không dám truyền âm sợ xảy ra vấn đề, giang giật trực tiếp tìm được cái kia đại thống lĩnh, biểu thị muốn đi nguyên thủy bí cảnh. Trong quân doanh có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đi nguyên thủy bí cảnh, giang giật có ngụy thiên vương lệnh bài, một năm có ba lần miễn phí tiến vào cơ hội. Đại thống lĩnh không do dự mang theo Giang Giật đi truyền tống, gian tế chỉ có thể trông mong nhìn xem Giang Giật rời đi. Cũng may nguyên thủy bí cảnh bên trong chỉ có thể đợi ba ngày, đao ra chờ được. Ba ngày sau đó gian tế con mắt mở lão đại, khổ đợi Giang Giật ra, nhưng Giang Giật nhưng vẫn không có ra. Tại gian tế tìm hiểu một phen sau mới được biết, Giang Giật truyền tống sau khi ra ngoài, lại tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Lại là ba ngày đi qua, Giang Giật vẫn là không có ra, đứng bên ngoài cương vị gian tế suýt chút nữa thì khóc. Đao nộ bên kia thế nhưng là trông mòn con mắt chờ lấy tin tức tốt của hắn đâu, Giang giật rõ ràng lại là liên tục tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong. 9 ngày sau đó, Giang giật rốt cục ra, gian tế tìm tới cơ hội, lặng yên truyền âm qua, Giang giật, địa sát phương, mỹ ảnh vương, thiên hàn vương đô bị vây ở long đàm bí cảnh, người như muốn cứu bọn họ, đơn độc một người đi, trong vòng 3 ngày nhất định phải đến, không phải nói cho bất luận kẻ nào, nếu không tự cho bọn hắn nhặt xác đi. Giang giật vốn định tiến vào chính mình tu luyện mật thất, bước chân đột nhiên dừng lại rét lạnh con ngươi đột nhiên hướng gian tế quét tới hắn dừng một chút vẫy vẫy tay nói ngươi theo ta tiến vào bản tá lĩnh tìm ngươi có chút việc gian tế cổ co rụt lại bất quá phản ứng thật mau nơm nớp lo sợ chắp tay nói giang tá lĩnh ngươi có chuyện gì muốn phân phó vào nói giang giật trực tiếp hướng trong tu luyện mật thất đi đến kia gian tế cắn răng đi vào theo giang giật người tại đao ra trong tay hắn luôn không khả năng đem chính mình giết đi a à. Còn lại hộ vệ có chút hiếu kỳ nhìn gian tế cùng gian phòng, âm thầm suy đoán gian giật không có long dương chuyện tốt a à thế mà gọi cái nam tiến gian phòng. Ông đi vào gian phòng, gian giật lập tức mở ra cấm chế, cũng không nói chuyện lạnh lùng nhìn chằm chằm gian tế cứ như vậy nhìn xem, trọn vẹn nhìn thời gian một nén nhang, thấy gian tế toàn thân run rẩy, hắn mới nói ra, ngươi là đao gia người a truyền lời cho đao nộ, đừng đến trò hề này, ta căn bản không tin tưởng, muốn báo thủ trực tiếp tới phi vũ bộ giết ta. Ông Gian tế trong tay xuất hiện một khối ấn thạch, ném cho Giang giật nói, Giang giật, chính ngươi xem đi. Giang giật tiếp nhận ấn thạch thiên lực quán chú, giữa không trung lập tức xuất hiện một đoạn hình ảnh, hình ảnh là dưới đáy nước, ba người bị xích sắt trói lại, bốn phía nhưng đều là đao gia quân sĩ, tại ấn thạch bên trong Giang giật còn chứng kiến một người quen, đao gia công tử đao nhập. Giang giật đôi mắt lần nữa trở nên băng hàn, hắn không nói gì chỉ là nhìn chầm chầm cái này gian tế, trọn vẹn suy tư thời gian một nén nhang hắn mới mở miệng nói ra, truyền lời cho đau nộ, năm ngày sau ta tất đến, tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá, nếu bọn họ ba người có bất kỳ sơ suất, ta định đem việc này truyền khắp thiên hạ, mời ngụy Thiên Vương cùng còn lại ba vị đại đế làm chủ. chương 1704, không dám xem thường sinh tử. Cưỡng ép con tin, đây là một loại phi thường cũ cách làm, cũng là một loại rất không có phẩm cách làm. Họa không bằng người nhà, việc này muốn truyền ra, đao ra danh dự hội trong nháy mắt quét rác, Thanh đế danh dự cũng sẽ thuộc tổn hại. Bất quá dùng đao gia năng lực, đoán chừng bất cứ chứng cứ gì đều sẽ tiêu diệt, căn bản sẽ không lưu lại nửa điểm tay cầm. Giang Giật tin tưởng điểm này. Giang Giật cũng tin tưởng loại biện pháp này là tốt nhất biện pháp hữu hiệu nhất, nhất là đối với hắn loại này trọng cảm tình người. Đao gia rõ ràng phân tích qua hắn tính cách, điểm chúng tử huyệt của hắn đã từng Giang Giật gặp được rất nhiều lần loại chuyện này, cuối cùng hắn đều nghĩa vô phản cố đi, dù là thịt nát xương tan. Lần này hắn cũng sẽ đi, biện sát phương đối với hắn có đại ân, chớ nói chi là còn có mị ảnh vương cùng thiên hàn vương. Mị ảnh vương thế nhưng là ngoại công của hắn, không nhìn mị ảnh vương mặt mũi, cũng phải nhìn y phiêu phiêu mặt mũi. Đương nhiên, hôm nay giang giật đã không còn là ngô hạ a mông, cũng sẽ không giống như trước ngu như vậy hồ hồ phóng đi, như thế sẽ chỉ chịu chết, sẽ còn liên lụy ba người cùng chết. Hắn cho đao gia định năm ngày ước hẹn, liền là đang trì hoãn thời gian. Đao gia mục tiêu là hắn, chỉ cần hắn không đi ra, bất loạn đến, ba người liền sẽ không gặp nguy hiểm. Điểm ấy giang giật phi thường tinh tường, đừng nói năm ngày, coi như 10 ngày đao ra cũng phải các loại. Năm ngày thời gian không làm được chuyện gì, bất quá đầy đủ hắn đột phá phong vương cấp. Trước đó hắn tu luyện 7 tháng, đằng sau lại tiến vào ba lần nguyên thủy bí cảnh, hắn đã chỉ nửa bước bước vào phong vương cấp, hắn vô cùng tin tưởng tại cái này trong vòng 3 ngày bước ra một bước cuối cùng. Đột phá phong vương cấp cũng không thể quét ngang đao ra, nhưng có thể làm cho hắn có một ít sức tự vệ hắn cần thời gian hảo hảo bày ra thoáng cái làm sao đem ba người này cứu ra chính mình còn có thể thành công sống sót tại xác định mình là trời đế truyền nhân về sau giang giật sâu trong tâm linh không hiểu nhiều hơn một loại tinh thần trách nhiệm một loại sứ mệnh cảm giác thiên đế đã lựa chọn hắn đối với hắn ký thác kỳ vọng hắn nên cố gắng sống sót không ngừng mạnh lên mạnh lên cuối cùng xuất lĩnh nhân tộc đem minh tộc trấn áp còn nhân tộc một cái thế giới tươi sáng để nhân tộc tự do tự tại kéo dài tiếp hắn không dám xem thường sinh tử bởi vì hắn gánh vác lấy thiên đế kỳ vọng cao gánh vác lấy ức vạn vạn nhân tộc sinh tử tồn vong trách nhiệm giống như thiên hồng giới xong như vậy bảy cái tiểu thiên thế giới cũng xong rồi ức vạn vạn cái vạn tượng tiểu giới cũng xong rồi đếm không hết nhân tộc lại biến thành minh sứ lại biến thành minh giới nô lệ đến lúc đó thế giới này sẽ không còn nhân tộc chỉ có cái xác không hồn minh tộc toàn bộ thế giới bầu trời không còn tươi đẹp một mảnh ảm đạm khắp nơi đều là minh khí, thế giới này đã không còn thiếu nữ vui cười, đã không còn tiểu hài vui đùa ẩm ý, đã không còn. Hy vọng, kia là một thế giới ra sao a à. Giang giật đều không thể tưởng tượng, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đối với đao gia ngược lại là không có nửa điểm oán hận, nhân tộc chính là như vậy vì tư lợi, đao đều gác ở trên cổ mình, còn muốn lấy làm sao lục đục với nhau. Đây là nhân tộc thiên tính, Giang giật để tay lên ngực hỏi mình, giống như có cơ hội chém giết đao nô đao lãnh đao nộ, hắn sẽ vì nhân tộc chủ quan buông tha bọn hắn sao? Đáp án là phủ định, sở dĩ giang giật không trách đao ra, thế giới này không có thánh nhân, hắn không làm được thánh nhân, chỉ có thể tận chính mình lực lượng lớn nhất đi đối kháng minh tộc, không thẹn lương tâm. Hắn tại tu luyện trong mật thất ngồi dòng dã 7-8 canh giờ, hắn đem các loại tình huống phân tích một chút, nghĩ ra rất nhiều phương án, đều nhất nhất bác bỏ. Cuối cùng hắn nghĩ ra một cái nhất thích đáng biện pháp, đương nhiên cuối cùng kết cục sẽ là cái dạng gì, ai cũng không biết, hết thảy đều chỉ có thể giao cho lão thiên gia. Xác định mạch suy nghĩ về sau, hắn ném trừ tạp niệm toàn tâm bắt đầu thôi diễn bản nguyên áo nghĩa. Thiên lực tu luyện so với hắn tưởng tượng nhanh hơn, đã sớm đạt đến phong vương cấp, liền chờ bản nguyên áo nghĩa triệt để cảm ngộ. Bên ngoài cái kia gian tế vẫn đứng tại tòa thành cửa chính, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm giang giật bên này đại môn, bảo đảm giang giật sẽ không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, đồng thời hắn lặng yên đưa tin cho phi vũ bộ sở hữu gian tế, khởi động kế hoạch những cái kia gian tế đem tin tức truyền về Đao gia, Đao gia bên kia bắt đầu bố trí, bên này gian tế đều sinh động, mật thiết giám thị phi vũ bộ cùng cử Dương Thành sở hữu tình huống. Vạn Nhất Giang giật thông chi Ngụy Thiên Vương, Đao gia sẽ lập tức siết con tin đồng thời đem hết thảy chứng cư biến mất. Ngụy Bình Bình bắt không được tay cầm cũng sẽ không đại náo. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tại ngày thứ tư Đao gia có một cái quy mô động, hấp dẫn vô số thế lực ánh mắt. Đao Nô tự mình mang theo gia tộc cường giả đi một cái di tích cổ. Các lộ lời đồn bay đầy trời, nói cái kia di tích cổ bên trong xuất hiện thiên đế truyền thừa, thiên đế cả đời sở học đều tại di tích cổ bên trong một cái trong cung điện. Tin tức truyền đến, Viêm đế, Lân hậu, cuồng đế đều kinh động, bất quá Thanh đế không nhúc nhích, các nàng tự nhiên cũng không nhúc nhích. Thủ hạ đại gia tộc ngược lại là đều đi cái kia di tích cổ bên trong, thiên giới còn lại hào môn nhau nhau đi theo hành động, bao quát Không Dương gia, Lương gia, Hàn gia. Mấy cái này gia tộc kỳ thật đều biết cái kia di tích cổ bên trong không có cái gì bất quá là phối hợp đao nô đi diễn một tuồng kịch, chân chính trò hay lại tại long đàm bí cảnh bên trong. Đao nộ cùng đao lãnh tự mình đi long đàm bí cảnh bên ngoài ẩn núp, chỉ chờ gian giật chính mình tới cửa. Ngưu đồ lâu như vậy, bỏ ra bỏ ra cái giá nặng nề như thế, giống như lần này không thể chém giết giang giật, đao ra sẽ trở thành thiên hạ trò cười, thanh đế cũng sẽ tức giận. Di tích cổ tình kỳ thật kinh động đến cửu dương quân, bất quá ngụy thiên vương cùng vân thiên vương đều không nhúc nhích. Hai người đối với cái này khiến mũi coi thường, thiên đế tàn hồn giang giật đều gặp, bên kia làm sao có thể có thiên đế bảo tàng giang giật trước đó chưa có tới thiên giới, càng không đi cái gì di tích cổ, sở dĩ thiên đế tàn hồn tuyệt đối sẽ không tại di tích cổ bên trong. Bất quá một chút thiên vương vẫn là ngo ngoe muốn động, một thiên vương mang theo năm cái thiên vương đi, cũng không biết một thiên vương là phối hợp diễn kịch, vẫn là không biết chút nào. Ngày thứ năm giang giật xuất quan, sau khi xuất quan hắn không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là khóa chặt cái kia gian tế nói, người qua đây gian tế cả trái tim đều treo lên nơm nớp lo sợ đi qua chắp tay nói giang tá lĩnh có gì phân phó mang ta đi một chỗ giang giật phất phất tay gian tế nội tâm buông xuống hơn phân nửa xem ra giang giật hoàn toàn chính xác không dám làm loạn hắn mang theo giang giật đi ra phía ngoài giang giật một đường cái gì cũng không nói hắn tin tưởng ít nhất có mấy chục đạo thần thức khóa chặt hắn bất kỳ cái gì cử động đều sẽ bị người giật mình gian tế mang theo hắn nhanh chóng hướng truyền thống trận phương hướng bay đi trực tiếp tiến vào một cái truyền tống trận, phụ cận thủ vệ thế mà cái gì cũng không hỏi lập tức mở ra truyền tống trận. Ừ, Giang giật cùng cái kia gian tế tốc độ quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, Giang giật cùng cái kia gian tế đã truyền tống đi. Mà tại Giang giật một truyền tống sau khi đi, thủ vệ truyền tống trận mười mấy cái quân sĩ toàn bộ đưa tay đối với mình đầu đập tới. Dầm dầm dầm, mấy chục người đầu trong nháy mắt bạo liệt, óc cùng tiên huyết giải đầy một chỗ, thủ hộ truyền tống trận mấy chục người không ai sống sót toàn bộ tự sát. Hiu hiu hiu, liền xem như đồ đần đều biết xảy ra chuyện lớn, vô số người nổ bắn ra mà lên, vô số tiếng giống giận dữ, tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ phi vũ bí cảnh, phi vũ bộ loạn thành nhất đoàn tê dại. Chuyện gì xảy ra, Vân Băng không có làm nhiệm vụ, tại tòa thành bên trong tu luyện, nàng bị bừng tỉnh bắn ra. Lương thống lĩnh nhanh chóng tới bẩm báo, tướng quân, Giang giật đột nhiên đi theo một người truyền tống đi, thủ vệ truyền tống trận người toàn bộ tự sát. Nguy rồi, xảy ra đại sự, Vân băng sắc mặt kịch biến, trong tay một tấm lệnh bài đột nhiên bóp nát, trước tiên thông chi vân thiên vương. chương 1705, người tính là cái gì chứ? Giang giật căn bản không có nghĩ tới, chính mình muốn làm sao vô thanh vô tức đi ra phi vũ bộ, bởi vì hắn biết rõ đao ra khẳng định giúp hắn hết thảy tất cả an bài xong, sở dĩ cái kia gian tế mang theo hắn đi truyền tống trận, hắn không chút do dự đạp đi vào. Hắn không biết mình hội truyền tống đi cái nào nhưng hắn biết rõ địch nhân muốn giết hắn, khẳng định phải đi ẩn nấp địa phương, không thể lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Đao gia tốn hao to lớn đại giới bố trí xuống một cái bẫy, chờ lấy hắn đi đập, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đao gia không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, không muốn để cho người biết là nhà bọn hắn làm, đã như vậy nhà bọn hắn chắc chắn sẽ không tại trạm trung chuyển động thủ, hắn còn có sống sót cơ hội. Giang giật đi lần này, làm cho cả phi vũ bộ đều vỡ tổ, hai cái đại tướng quân vương trước tiên đuổi theo Giang giật truyền tống mà đi. Nhưng mà chờ bọn hắn đến cái kia trạm trung chuyển lúc, bên trong truyền tống trận bị hủy diệt 10 cái, thủ hộ truyền tống trận mấy người toàn bộ mất tích. Cái kia chạm trung chuyển có thể truyền tống đi 8 trong đó chuyển chạm, 7 cái bí cảnh, bị hủy diệt 10 cái, vậy ai cũng không biết giang giật đi nơi nào. Vân Thiên Vương Ngụy Thiên Vương trước tiên tiến vào phi vũ bộ, Vân Thiên Vương đại phát lôi đình, Ngụy Thiên Vương sắc mặt rất là âm trầm. Hai người coi là giữ vững cửu dương cốc, coi chừng phi vũ bộ liền không sao, thời gian trôi qua lâu như vậy, hai người cũng coi là đau ra từ bỏ. Trong khoảng thời gian này đao ra bên này chạy bên kia chạy, ai sẽ nghĩ đến thế mà ý không ở trong lời hết thảy cũng là vì giang giật. Quá bất cẩn, quá bất cẩn, giang giật quá hồ đồ rồi, chính mình ra ngoài chịu chết. Vân Thiên Vương nổi giận ở trong đại điện đi tới đi lui, hai người đều đang đợi tin tức. Toàn quân đều xuất động, bắt đầu truy tra gian tế cùng dấu vết để lại, mặt khác kia hai cái đại tướng quân vương truy giang giật đi, bọn hắn đang chờ hai người đưa tin. Hưu, một tên đại tướng quân vương đột nhiên bay vụt mà đến, trong tay nắm lấy một cái không gian giới chỉ đưa cho ngụy thiên vương nói hai vị thống soái đây là gian giật tu luyện trong mật thất phát hiện a à, ngụy thiên vương tiếp nhận giới chỉ thần thức nhẹ nhõm dò xét đi vào bên trong không có cái gì chỉ có một khối ấn thạch hắn vội vàng lấy ra ấn thạch thiên lực quán chú một màn hình tượng ra giữa không trung ừ hình tượng trông được đến ba cái lão giả bị hàn thiết liên trói lại bên cạnh đều là từng bầy võ giả hình tượng cuối cùng dừng lại tại đao nhậm trên thân Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngụy Thiên Vương nổi giận quát khẽ quả nhiên là đao ra đao nô vì chém giết giang giật, liền mặt cũng không cần cưỡng ép con tin sự tình cũng có thể làm ra mà lại thế mà còn vận dụng phong thần khốn ma đại trận. ầm, uhm, đột nhiên ấn thạch bạo liệt, bầu trời hình ảnh biến mất, để trong đại sảnh người một mảnh ngạc nhiên. Ngụy Thiên Vương rất nhanh kịp phản ứng, càng thêm nổi giận quát khẽ, còn tại ấn thạch bên trong khắc hỏa cấm chế sử dụng hai lần liền sẽ bạo tạc đao nộ các ngươi còn muốn hủy diệt chứng cứ, chuẩn bị chống chế. Hưu, bên ngoài hai thân ảnh bay vụt mà đến, kia hai cái đại tướng quân vương trở về, hai người đem truyền tống trận bị hủy diệt sự tình thông báo đi lên, lần này Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương tức giận đến dâu cũng bay đi lên. Vừa rồi cái kia hình tượng ra sao chỗ, Ngụy Thiên Vương ánh mắt quét qua đại điện bên trong phi vũ bộ cao tầng, một người nghĩ nghĩ quát khẽ tựa như là long đàm bí cảnh trong long đàm, phụ cận bí cảnh chỉ có long đàm bí cảnh có như thế lớn hồ. Long đàm bí cảnh, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương liếc nhau, hai người trong mắt hàn quang lóe lên, Vân Thiên Vương quát khẽ nói, sẽ không sai, đao ra ban đầu xảy ra vấn đề liền là tại Long đàm bí cảnh, phía sau xem ra là vì che giấu bọn hắn tại bí cảnh bên trong làm chỗ dơ bẩn sự tình. Người tới, Ngụy Thiên Vương bảo hống, truyền mệnh lệnh của ta, 36 bộ, ngoại trừ ra ngoài 6 cái thống soái chỗ quân đội, còn lại 30 con quân đội toàn bộ đi hư không bên ngoài, đem Long đàm bí cảnh cho ta bao vây lại để lão người ba cùng lão thập bát lưu thủ cửu dương thành sở hữu thiên vương xuất chiến lão nhị đi ngụy thiên vương đằng đằng sát khí hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi vân thiên vương theo sát phía sau hai người lần này là thật sự nổi giận như giang giật chết rồi hai người tuyệt đối sẽ thanh đao ra thủ lĩnh nhân vật toàn bộ lưu lại ngụy thiên vương ra lệnh một tiếng cửu dương quân tề động vô số bí cảnh bên trong quân đội hướng hư không bên ngoài truyền tống mà đi sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng long đằng bí cảnh vây lại Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương trước một bước xuất phát, còn lại 28 vị Thiên Vương, ngoại trừ lưu thủ hai người còn lại 26 người đều xuất động. Lớn như thế quy mô điều động quân đội cùng cường giả, trong lịch sử ngoại trừ là cùng Minh giới triển khai đại chiến, bình thường tình huống tuyệt đối sẽ không xuất động. Cửu Dương thành bên trong một mảnh xôn xao, các gia tộc trinh sát đem tin tức truyền về, toàn bộ thiên giới rất nhanh một mảnh bạo động, nguyên bản ánh mắt đều nhìn về phía di tích cổ bên kia, lúc này mới tất cả đều chú ý bên này. Long đàm bí cảnh rời đi thiên hồng giới không tính quá xa, dùng giang giật tốc độ bay đi cũng liền hạ giới thời gian một ngày. Cái này bí cảnh không có truyền tống trận, đã từng minh tộc nghĩ ở bên trong kiến tạo truyền tống trận bị nhân tộc hủy đi nhiều lần, nhân tộc nghĩ kiến tạo đồng dạng bị hủy diệt nhiều lần, cuối cùng song phương đều không kiến tạo, tự không ngừng phái binh tranh đoạt. Long đàm bí cảnh phi thường lớn, ngay tại thiên hồng giới phụ cận, nơi này là một cái cực kỳ tốt bàn đạp. Một khi hoàn toàn khống chế cái này bí cảnh, minh tộc liền có thể liên tục không ngừng tăng binh là về sau công chiếm thiên hồng giới làm chuẩn bị thiên giới tự nhiên không thể để cho minh giới đạt được cái này bí cảnh nơi này tranh đoạt mới có thể như thế thảm liệt không chỉ là long đàm bí cảnh thiên hồng giới bốn phía đại bí cảnh đều ở trên diễn từng tràng tranh đoạt trận địa chiến minh đế còn không có xuất hiện thiên hồng giới hội tụ nhân tộc tất cả cường giả minh tộc bất lực quy mô tiến công chỉ có thể sớm làm chuẩn bị nhân tộc ra sức bảo vệ thiên hồng giới phụ cận bí cảnh nhất định phải tranh đoạt, nếu không lúc nào minh giới đại quân giết vào đây cũng không biết. Giang giật truyền tống ba lần, đã tới long đàm bí cảnh gần nhất chạm trung chuyển, cái này chạm trung chuyển bên trong nhưng không có một người, thủ vệ không biết bị diệt khẩu, vẫn là rời đi. ầm ầm tại giang giật cùng cái kia gian tế đến chạm trung chuyển về sau. gian tế không có chút gì do dự toàn lực xuất thủ đem truyền tống trận cho hủy đi. Giang giật thì không có nửa điểm ngoài ý muốn, lạnh lùng nhìn người này, không ý định động thủ. Giang giật, hướng bên này phi hành hơn 10 canh giờ liền đến Long Đàm Bí Cảnh, muốn cứu người tựu đi theo ta đi. Gian tế hủy đi truyền tống trận về sau, ánh mắt nhìn về phía Giang giật, lập tức bổ sung một câu nói, đừng nghĩ cưỡng ép ta, ta chỉ là một cái không quan hệ nặng nhẹ người, ta chết đi. Mị ảnh vương địa sát phương thiên hàn vương đều phải chết. Chê cười, Giang giật lạnh giọng cười nói, ngươi tính là cái gì chứ, coi như ta bóp chết ngươi, ta không đi Long Đàm Bí Cảnh, đao ra người dám giết bọn hắn khác đừng bút tích dẫn đường ách gian tế biến sắc trong đôi mắt hiện lên một tiêu án độc bất quá không dám nói gì giang giật nói không sai coi như giết hắn đao ra cũng sẽ không để ý hưu hắn dẫn đầu về phía tây bên cạnh bay đi giang giật thiên lực chấn động trên thân không hiểu khí tức phát ra nhanh chóng đuổi theo gian tế cảm ứng thoáng cái sắc mặt lần nữa biến đổi bởi vì giang giật vừa rồi một mực thu liếm khí tức giờ phút này mới hoàn toàn phóng thích hắn đến mới biết được, Giang giật thế mà đột phá phong vương cấp. Hừ hừ, trong lòng của hắn hừ lạnh hai tiếng xem thường, coi như đột phá phong vương cấp lại như thế nào đau lãnh cùng đau nộ đã tiềm phục tại long đàm bí cảnh phụ cận A không được bao lâu Giang giật tự chết không có đất chôn thây. chương 1706, đánh cỏ động rắn. Truyền tống trận bị hủy, người phía sau nghĩ nhanh chóng đuổi theo đây là không thể nào, coi như ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương cũng không được bất quá gian tế vẫn là mang theo giang giật bằng nhanh nhất tốc độ bay đi đáng tiếc gian tế chỉ có thần đế thực lực tốc độ quá chậm giang giật ngược lại là bình chân như vậy thản nhiên đi theo hắn một điểm không nóng nảy gian tế bay một canh giờ sau quay đầu cùng giang giật nói ra giang giật ngươi mang theo ta bay dựa vào cái gì a à, giang giật bạch nhãn quét qua ngạo nghễ nói ra chính mình bay đi ngươi gian tế con mắt một trống hắn còn là lần đầu tiên gặp qua như thế của nhân vật rõ ràng là hắn bị quản chế tại đao gia, lại cùng đại gia đồng dạng gian tế nghĩ nghĩ, lạnh giọng nói ra, người không muốn nhanh lên cứu ra ba người kia chậm như vậy bay đi, vạn nhất ngụy thiên vương bọn người đuổi tới, ba người kia hẳn phải chết. Người biết cái gì, Giang giật cười lạnh nói, khác đừng, lằng nhà lằng nhằng, lại nói nhảm, đập chết ngươi. Gian tế triệt để bó tay rồi, bất quá cũng không dám nhiều lời. Vạn nhất Giang giật thật muốn lộng chết hắn, đó cùng đùa đồng dạng nhẹ nhõm hai người hóa thành lưu quang về phía tây bên cạnh tiếp tục tiến lên ở trong hư không thế nhưng là hư không loạn lưu hai người thần thức mở rộng vạn nhất có hư không loạn lưu cũng có thể trước tiên né tránh bay bảy tám canh giờ giang giật thân thể đột nhiên dừng lại không bay gian tế nghi ngờ dừng lại hỏi thế nào đi a à. ông giang giật trong tay giới chỉ đột nhiên sáng lên một cái cổ cầm xuất hiện hắn dùng sức kéo một phát cái này gian tế linh hồn kịch liệt đau nhức trên không trung lăn lộn không ngớt giang giật thu hồi cổ cầm thân thể lóe lên trong tay xuất hiện liệt không thủ sáo một cái tay nắm người này cổ, một cái tay đâm vào bụng của hắn, bắt lấy hắn thần hạch. Giang giật, ngươi dám, gian tế bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh thức giận hét lớn, bất quá cũng không dám loạn động, bởi vì giang giật tiện tay liền có thể bóp nát hắn thần hạch, đem hắn cổ bẻ xuống. Giang giật đôi mắt như băng sơn, như dã thú, lạnh lùng nhìn chằm chằm gian tế, u u nói ra, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, ta giết ngươi, đao ra không có nửa điểm để ý, ngươi hẳn là tinh tường điểm này. Ngươi nếu không muốn mạng sống, nói cho ta một tiếng, ta đưa ngươi đi minh giới, ngươi như muốn mạng sống trả lời ta mấy vấn đề, ta cho ngươi 100 triệu thần nguyên, chính ngươi đảo mệnh đi. Gian tế đôi mắt lấp lóe, theo giang giật trong ánh mắt nhìn ra thật sự là hắn động sát ý, mà lại giang giật làm người gian tế phi thường tinh tường, vị này chính là liền đao phong cũng dám giết ngoan nhân, giết chết hắn ngay tại một ý niệm. Gian tế cũng không phải ngu xuẩn, hắn cắn răng nói ra, nếu ta phối hợp ngươi, ngươi cuối cùng lại giết ta đây. Ta nói, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, đối với ta mà nói cái rắm cũng không bằng." Giang giật lạnh giọng nói ra, "Đã như vậy, giết ngươi cùng không giết ngươi, đối ta có ảnh hưởng gì ta? Giang giật dù sao tính toán cái nhân vật, nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh." "Tốt." Giang Tế cắn răng nói ra, "Ta như phản bội đao ra, thê tử của ta hài tử đều sẽ chết." Giang giật ngươi phát hạ thiên đế huyết thệ, "Ta đem ta biết nói cho ngươi, nếu không tình nguyện chết một lần." "Có thể." Giang giật không có chút gì do dự nội tâm âm thầm buông lỏng, người này quả nhiên bị 100 triệu thần nguyên đả động. Một bên là chết, một bên là cầm 100 triệu thần nguyên cao chạy xa bay, rất nhiều người khẳng định chọn cái sau, thê tử chết có thể tái giá, hai tử có thể tái sinh, mất mạng cái gì cũng bị mất. Phát hạ thiên đế huyết thệ về sau, Giang giật nắm tay thu hồi lại bắt đầu hỏi thăm, gian tế triệt để yên tâm lại. Lần này đao ra tới ai? Gia chủ cùng lãnh đế đều tới. Bọn hắn khẳng định không có ở Long Đàm Bí Cảnh bên trong A à có phải hay không tiềm phục tại phụ cận. Ây, người đây đều có thể đoán được Long Đàm Bí Cảnh bên trong kỳ thật không có nhiều người, cường giả toàn bộ mai phục tại bên ngoài, bất quá cụ thể tiềm phục tại cái nào ta cũng không biết, ta cấp bậc không đủ. Long Đàm Bí Cảnh phụ cận địa đồ có hay không? Có, cái này gian tế muốn dẫn lấy giang giật đi Long Đàm Bí Cảnh, phụ cận địa đồ chắc chắn sẽ không không mang theo, hắn lấy ra chỗ đổ giang giật cẩn thận lật xem. Gian tế không biết Giang giật muốn làm gì, đứng ở một bên chữa thương, một bên nhìn chằm chằm hắn. Long đàm bí cảnh phụ cận có mấy cái tiểu bí cảnh, là loại kia không có bất kỳ cái gì linh khí tiểu bí cảnh. Giang giật cẩn thận liếc mấy cái, vung tay lên nói, đi thôi. Đi gian tế mở chừng hai mắt nói, Giang giật, người không phải nói thả ta đi. Là thả người đi, nhưng không phải, tới gần Long đàm bí cảnh sau ta tự nhiên sẽ để ngươi đi, ta sợ ngươi sớm báo tin. Mà lại ngươi đem ta mang đến Long đàm bí cảnh phụ cận, đao gia sẽ không hoài nghi ngươi làm phản, liền sẽ không truy sát ngươi. Giang giật lạnh lùng bỏ xuống một câu hướng phía trước mới bay đi, gian tế nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này. Hắn chạy đao gia sẽ lập tức nhận định hắn làm phản, đi lòng đảm bí cảnh phụ cận hắn không coi là phản bội. Hai người một đường tiếp tục phi hành, rất kỳ quái chính là trên đường cũng không có tao ngộ bất luận cái gì tuần bên cạnh dùng, đằng sau cũng không có hỗn độn thần chu đuổi theo. Hỗn độn thần chu tốc độ so với bọn hắn đều nhanh, coi như truyền tống trận đều bị hủy theo lý thuyết có thể đuổi kịp a à. hắn đem cái kia ấn thạch lưu lại dùng ngụy thiên vương đám người trí tuệ có thể nhẹ nhõm suy đoán ra là long đàm bí tịch giải thích duy nhất đao ra mặt khác có bố trí kéo lại phía sau vân thiên vương bọn người phụ cận tuần bên cạnh dùng khẳng định sớm đã bị điều đi sắp xếp xong xuôi hết thảy liền chờ hắn đưa tới cửa khoảng cách long đàm bí cảnh càng ngày càng gần giang dật tâm căng càng ngày càng chặt khi nhìn đến nơi xa có một điểm đen về sau hắn vội vàng lấy ra địa đồ liếc mấy cái kết luận cái này tiểu bí cảnh gọi long uyên bí cảnh bọn hắn rời đi long đàm bí cảnh chỉ có một canh giờ lộ trình hưu giang giật tại gian thế dẫn đầu hạ nhanh chóng hướng long uyên bí cảnh phụ cận bay đi tại ở gần long uyên bí cảnh lúc giang giật trên người khí thức cuồng bạo đột nhiên phóng thích thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng bí cảnh bên trong bắn vào cái này bí cảnh không có hồng mông cương khí bên ngoài chỉ có từng đoàn từng đoàn hắc vụ nhàn nhạt hắn nhẹ nhõm bay vào trong tay cổ cầm vừa hiện đột nhiên kéo một phát, một đạo kinh khủng tiếng đàn vang vọng toàn bộ bí cảnh. Ách, gian tế mơ hồ trừng mắt nhìn không biết giang giật nổi điên làm gì hắn vừa rồi dò xét, cái này bí cảnh bên trong thế nhưng là không có bất kỳ ai a à. a à, bí cảnh bên trong truyền đến mấy đạo đau nhức gào giống âm thanh, mấy chục người ảnh đột nhiên từ phía dưới một cái trong vực sâu thoáng hiện, ôm đầu ở giữa không trung lăn lộn. Giang giật trong tay quang mang lóe lên một cỗ to lớn cắn thi xuất hiện, hướng xuống mới bay bắn đi, nhẹ nhóm đem từng người cho bắt cái gì vỡ nát. Cái này, gian tế đôi mắt co rụt lại, những người này khẳng định là đao ra mai phục tại cái này trinh sát, thế mà bị Giang giật dùng tiếng đàn toàn bộ bước ra, mà lại đều bị giết. Không đúng, Giang giật lưu lại một cái, bất quá người này bị cán thì bẻ vụn thần hạch, tiếng đàn tại lúc này cũng ngừng lại, Giang giật quát lạnh tiếng vang lên, đưa tin cho đao nộ cùng đao lãnh, muốn giết ta Giang giật, liền đến truy ta đi. Sau khi nói xong, Giang giật hướng gian tế bay vụt mà đến, trong tay xuất hiện một cái giới chỉ quang tới, hắn nói ra tốt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đây là 100 triệu thần nguyên, có thể hay không trốn được một mạng, tự xem ngươi vận khí. Hưu, cán thi quang mang lóe lên, mang theo giang giật hóa thành một đạo hồng quang hướng bắc mới bay đi. Gian tế nắm lấy giới chỉ toàn thân run rẩy, hắn nhìn qua giang giật bóng lưng chửi ầm lên, giang giật, ngươi lừa ta, ngươi chết không yên lành. Trong giới chỉ hoàn toàn chính xác có 100 triệu thần nguyên, nhưng giang giật như thế một làm, đao gia đều biết hắn làm phản rồi, kể bên này đều là đao gia người, hắn còn có thể đào tẩu sao. Long đàm bí cảnh tại phía tây, Giang giật lại hướng phía bắc bay, mà lại lưu lại một cái trinh sát đưa tin cho đao nộ cùng đao lãnh, gian tế mơ hồ có ta minh bạch Giang giật dụng ý. Đánh cỏ động rắn, vây ngụy cứu triệu, đao nộ cùng đao lãnh mục tiêu là Giang giật, khi biết Giang giật hướng phía bắc bay về sau, khẳng định trước tiên đuổi theo giết. Đến lúc đó Long Đàm Bí Cảnh bên kia cường giả khẳng định tựu không nhiều lắm, chờ ngụy thiên vương bọn người đi long đàm bí cảnh đem mỹ ảnh vương ba người cứu ra giang giật giống như có thể kéo lại một đoạn thời gian không chết chờ cửu dương quân cường giả đến hắn liền có thể sống xuống tới lần này giang giật hoàn toàn chính xác chuẩn bị tới cứu người nhưng hắn là tới cứu người không phải đi tìm cái chết thịnh danh chi hạ vô hư si a à, mặc kệ trước trốn gian tế cảm khái hai câu vội vàng không dám ở lâu thân thể hướng phía nam đoạt mệnh chạy như điên hắn trên đường đi yên lặng cầu nguyện hy vọng đao ra người đi hết truy sát giang giật, tuyệt đối đừng nhớ thương hắn cái này tiểu nhân vật A. chương 1707, Độc Ma Tử Địa Gian tế đoán rất chuẩn, giang giật chính là như vậy dự định. Người là nhất định phải cứu, nhưng không phải hắn đi cứu. Hắn lưu lại ấn thạch liền là để ngụy thiên vương bọn người đi long đàm bí cảnh, chỉ cần bọn hắn đi long đàm bí cảnh, mỹ ảnh vương địa sát vương thiên hàn vương tựu an toàn. Đương nhiên, nơi này có cái tiền đề, cái kia chính là Đao nộ Đao lạnh không sẽ chém giết ba người. Sở Dĩ Long đảm bí cảnh hắn nhất định phải đến, đồng thời phải nghĩ biện pháp thanh Đao nộ Đao lạnh dẫn ra đi, dạng này Ngụy Thiên Vương bọn người thì càng tốt cứu người, Đao nộ Đao lạnh không tại bí cảnh bên trong người không dám tùy ý động thủ, Ngụy Ảnh Vương bọn người sống sót hy vọng lớn hơn. Dẫn ra Đao nộ cùng Đao lãnh sẽ phi thường nguy hiểm, một cái không tốt tựu vẫn lạc tại hư không bên trong, nhưng đi Long đảm bí cảnh chết càng nhanh. Giang giật chỉ có đánh được một lần cực đao nộ đao lạnh hai người đánh giết lúc trước hắn, Ngụy Thiên Vương dẫn người đến giúp cứu. Đây chính là Giang Giật có thể nghĩ ra phương pháp tốt nhất, còn như kết cục như thế nào hắn cũng không biết, hết thảy đều muốn xem thiên ý. Không được, Long Đàm bí cảnh phụ cận một cái tiểu bí cảnh bên trong, đao lãnh ngọc trong tay phù phát sáng lên, hắn liếc mấy cái sắc mặt đại biến, quát khẽ nói, đại ca, đao hổ làm phản rồi, đổi chắc chúng ta, Giang Giật đánh chết Long Uyên bí cảnh bên trong phần lớn người, hướng phương bắc bỏ chạy. Ừ, đao nộ con người lạnh lẽo quát lạnh nói tin tức xác định sao ông đao lãnh còn chưa lên tiếng hắn ngọc phù lại phát sáng lên hắn đến một chút sắc mặt lần nữa biến đổi nói ra giang giật hoàn toàn chính xác hướng mặt phía bắc bay đi long xả bí cảnh bên trong người đưa tin giang giật bay qua ngoại trừ đưa tin người toàn bộ bị giết đại ca nhâm nhi giống như tại long hà bí cảnh đi đao nộ trong mắt đằng đằng sát khí thân thể hướng bí cảnh bên ngoài bay đi một bên phi hành một bên quát lớn Giang giật giờ khắc này ở Long xả bí cảnh phụ cận, truyền lệnh để người bên kia kéo hắn. Ngoài ra để cho đao nhậm cho ta lập tức xéo đi. Đao được các ngươi tử thủ Long Uyên bí cảnh, Giang giật nếu là Dương Đông kích Tây, các ngươi cho ta kéo hắn, giống như tình huống có biến, theo nguyên kế hoạch làm việc. Quyền xà bí cảnh liền tại phụ cận không xa, dùng tốc độ của hai người chỉ cần gần nửa canh giờ liền có thể đuổi tới, một khi bị hai người đuổi kịp, Giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần chém giết Giang giật, còn lại sự tình đều không phải là sự tình, vì hôm nay chi cục, đao ra bỏ ra to lớn đại giới, đao nộ có nắm chắc toàn thân trở ra, đồng thời cam đoan không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Hết thảy tất cả an bài xong, liền chờ Giang giật xuất hiện, mặc dù xuất hiện một điểm nhỏ biến cố. Giang giật cũng không đến, trong bọn họ ra phản đồ, nhưng đao nộ cùng đao lãnh cũng không cảm thấy là đại sự, Giang giật đã đến phụ cận, cái kia chính là cá trong chậu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao nộ cùng đao lãnh hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh bay đi, tốc độ của hai người quá nhanh, chỉ là một cái nháy mắt tự biến mất tại phụ cận quân sĩ trong tầm mắt. Truyền lệnh xuống, phụ cận tất cả mọi người vào long đàm bí cảnh bên trong, trinh sát chú ý đề phòng. Tình huống không đúng, giữ nguyên kế hoạch làm việc, đao ra đại trưởng lão đao được một tiếng quát khẽ, lòng uyên bí cảnh bên trong võ giả nhao nhao bắn ra hướng long đàm bí cảnh bên trong bay đi, đao ra đặc thù cường giả đem hồng mông cương khí phá vỡ từng cái đường hầm, đại quân liên tục không ngừng đi vào đương nhiên lần này đao ra tới cũng không có quá nhiều người phổ thông quân sĩ đã sớm rút đi lưu lại đều là phong hào thần đế cùng phong vương cấp nhân số chỉ có chừng một ngàn người lần này tới là đánh giết giang giật cũng không phải cùng minh giới đại quy mô tác chiến những người này đầy đủ giang giật coi là đại bộ phận cường giả hội đi theo lại không nghĩ rằng chỉ là đao nộ cùng đao lãnh đi về điểm này rõ ràng cùng hắn ý nghĩ có chút sai lệch từng cái cường giả nối đuôi nhau mà vào toàn bộ biến mất tại long đàm bí cảnh bên trong, phụ cận khôi phục yên tĩnh. Long đàm bí cảnh bên ngoài quang mang lấp lánh, xa xa nhìn lại liền muốn một cái tiềm phục tại trong bóng tối như cự thú. Vừa rồi đi qua cái kia bí cảnh hẳn là long xà bí cảnh A. Hư không bên trong, giang giật mắt sáng lên lóe lên, cán thi mang theo hắn bằng nhanh nhất tốc độ cuồng bay, hắn nửa người bị cán thi bắt lấy, chính hắn tay lại cầm một tấm địa đồ, trong đầu cao tốc vận chuyển, lặp đi lặp lại suy tính hắn là cố ý đi ngang qua long xả bí cảnh bên trong hắn biết rõ bên trong khẳng định có trinh sát hắn giết phần lớn người chỉ để lại một cái chính là vì hấp dẫn đao nô cùng đao lãnh tới cán thi chuyển hướng đi bên này nghĩ nghĩ hắn vẫn cảm thấy không an toàn vạn nhất đao nộ đao lạnh không đuổi theo ngụy thiên vương bọn người ngược lại đuổi tới sợ làm mị ảnh vương ba người khó giữ được tính mạng a ánh mắt của hắn khóa chặt tây bắc biên một cái tiểu bí cảnh long hà bí cảnh quyết định đi cái này bí cảnh đem nơi đó trinh sát làm Dạng này có thể triệt để kích nộ đao lạnh cùng đao nộ. Long Hà Bí cảnh rời đi cũng không phải là quá xa, cắn thì tốc độ nhưng so sánh Long Thiên Vương, vẻn vẹn hai nén nhang thời gian tựu đã tới bí cảnh phụ cận. Hưu, hắn thần thức hướng phía dưới quét qua, khống chế cắn thì bay vào đi, quy củ cũng lấy ra cổ cầm đột nhiên kéo một phát, muốn đem Tiềm Phục tại người ở bên trong dung ra tới. Kết quả để hắn nghi ngờ là, cái này bí cảnh bên trong thế mà không có người. Làm sao có thể? theo lý mà nói phụ cận bí cảnh đều hẳn là có trinh sát a à, đao nộ không có khả năng lưu lại lớn như thế lỗ thủng không bằng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều nhìn lướt qua địa đồ tiếp tục hướng phía bắc bay đi sở dĩ hắn một mực hướng phía bắc bay đây không phải chẳng có mục đích lung tung phi hành mặt phía bắc trăm bên ngoài vạn dặm có một chỗ kỳ dị địa hình kia phụ cận có một vùng đất chết mà cái kia tử địa phụ cận có rất nhiều không gian vòng xoáy ít nhất có mấy trăm cái dày đặc phương viên số vạn lý không gian cái này tử địa bên trong còn có kinh khủng độc vụ, coi như phong vương cấp đi vào đều hẳn phải chết. cái này tử địa tên là độc ma tử địa, tại phố cận phi thường nổi danh, trên bản đồ có kỹ càng đánh dấu. giang giật khi nhìn đến địa đồ về sau, lập tức quyết định hắn cuối cùng muốn đi địa phương chính là cái này tử địa. đao nộ cùng đao lãnh tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, đoán chừng không cần gần nửa canh giờ liền có thể đuổi theo. ngụy thiên vương bọn hắn lúc nào có thể đuổi tới, giang giật nội tâm không có nửa điểm ngọn nguồn sở dĩ hắn chỉ có thể đi cái này từ địa phụ cận, bằng vào độc ma tử địa cùng phụ cận không gian vòng xoáy cùng đao nộ đao lạnh dây dưa, kéo dài thời gian. Nhanh, 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 sang giật nội tâm trầm hống, mặc dù trên bản đồ có độc ma tử địa đánh dấu, nhưng cụ thể bên kia là cái gì tình huống, hắn căn bản không biết. Hắn nhất định phải nhanh đến bên kia, tìm kiếm có lợi địa hình cùng điều kiện, dạng này sống sót tỷ lệ mới có thể lớn hơn. Hiu hiu hiu, vẹn vẹn phi hành mấy ngàn dặm, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió, từng chiếc từng chiếc hỗn độn thần chu phá không mà đến, rất nhiều thần thức khóa chặt giang giật, một chút thần thức phi thường cường đại, rõ ràng là phong vương cấp. Hừ, giang giật, người còn muốn trốn, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, mười mấy chiếc hỗn độn thần chu bên trong từng cái cường giả bắn ra, đứng ngạo nghễ ở giữa không trung Nhân số cũng không tính nhiều, chỉ có ba, bốn trăm người, bất qua chiến lược thấp nhất đều là phong hào thần đế, phong vương cấp đạt đến bảy cái những người này cũng không có hướng một cái chỗ mới bay, cũng không có hướng giang giật bên này bay tới, mà là như một tấm lưới thành hình quạt sừng sướng ở trong hư không, binh khí trong tay cùng chiến giáp lấp lánh không ngớt, giang giật nhìn lướt qua tựu tinh tường đám người này dụng ý. Kéo hắn, để đao lãnh cùng đao nộ chạy đến, giết, như thế tình huống, không có bất kỳ cái gì nói nhảm dễ nói, giang giật khống chế cán thi ngạo nghễ không sợ hướng phía trước mới bay đi. Thiên phong giáp hiển hiện, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, Cán thi bên trong thì hào quang màu xanh thấm lấp lánh, một người một thi tương ánh thành huy, có khác một loại khí tức khiếp người. chương 1708, đụng đại vận, hiu hiu hiu, ba, bốn trăm người đều động, đánh ra đầy trời lưu quang, bất quá cái này ba, bốn trăm người phi thường hiểu được kỹ xảo, giang giật hướng phía trước sông, người phía trước nhanh chóng lùi về phía sau, người của hai bên dựa sát vào công kích. Đào lãnh đưa tin tới, nhiệm vụ cho bọn họ phi thường rõ ràng, liền là không tiếc bất cứ giá nào kéo giang giật đám người này không phải là đồ ngốc không có khả năng không công chịu chết kéo nha dù sao lại không cần bọn hắn chém giết giang giật nhiều người như vậy còn kéo không ở một cái giang giật trên thực tế bọn hắn đánh giá thấp giang giật đánh giá cao chính mình bằng vào bọn hắn chút người này thật đúng là kéo không ở giang giật đầy trời lưu quang phóng tới giang giật căn bản không có tránh né trực tiếp ngạnh kháng nơi này bảy cái phong vương cấp khí tức cũng không mạnh không có cận thân chỉ là cự ly xa công kích uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều nếu như là trước đó Giang Giật khẳng định không dám ngạnh kháng, hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn đột phá phong vương cấp, thực lực so trước đó cường đại gấp 10, nhục thân cũng cường đại gấp 10. Có lẽ đối với những người khác tới nói, gấp 10 không tính là gì, nhưng hắn lại khác, hắn có lực thần quyết, hắn có thể để nhục thân trong nháy mắt cường đại hơn 100 lần. Trụ cột của hắn nhục thân càng mạnh, lực thần quyết tăng phúc phía dưới tựu càng mạnh, tăng phúc phía dưới chính hắn đều không thể tưởng tượng nhục thân khủng bố cỡ nào. Trước khi bế quan hắn nhục thân có thể tăng lên 150 lần, lại là có thể tăng lên 1.500 lần. Trước đó nhục thể của hắn tự so kỳ thanh trần đều mạnh hơn, tăng phúc phía dưới không nói nhưng so sánh đao nô, tuyệt đối không thể so với đao lãnh tranh lệch. Nói một cách khác hắn vận dụng huyền hoàng chi lực hạ nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp, lại thêm thiên phong giáp, đám người này phần lớn người công kích hắn có thể coi thường. Dầm dầm dầm, quả nhiên, rất nhiều lưu quang đánh chúng vào hắn, thiên phong giáp quang mang lấp lánh không ngớt, từng đạo cự lực truyền lại vào đây, nhưng Giang Giật chỉ là cảm giác làm cho gãi ngứa ngứa, chỉ có phong vương cấp công kích có thể làm cho hắn nhục thân có chút chấn động, khí huyết quay cuồng. Tốt, ngạnh kháng một vòng công kích, Giang Giật nội tâm lực lượng tăng nhiều, khống chế cán thì tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, trong tay hắn một cái cổ cầm xuất hiện, hắn chuẩn bị kiểm tra một chút đạt tới phong vương cấp về sau, hắn thần âm thiên kỹ khủng bố cỡ nào. Giang Giật thần âm thiên kỹ không phải phổ thông thần âm thiên kỹ, mà là ba loại thần thông pháp tác dung hợp mà ra bá đạo thần thông bản thân đối thần âm pháp tác cảm ngộ, bản nguyên áo nghĩa, cùng sát khí. Tại luyện ngục bí cảnh, Giang giật sát khí mạnh lên, sở dĩ thần âm thiên kỹ mạnh lên. Về sau theo hắn đối bản nguyên áo nghĩa cảm ngộ càng sâu, thần âm thiên kỹ uy lực từng bước tại tăng lên. Hắn bản nguyên áo nghĩa thiên tuyển vận luật đạt đến đại viên mãn chi cảnh, thần âm thiên kỹ tăng lên khẳng định phi thường khủng bố, trước đó thả ra hai lần, nhưng này một số người đều quá yếu quá yếu, căn bản thí nghiệm không ra hiệu quả. nơi này có phong vương cấp cường giả tốt hơn khảo thí một phen. chanh chanh, hắn đột nhiên kéo một phát dây đàn, mà lại khống chế định hướng hướng phía trước phúc tán, từng đạo tiếng đàn như liên y hướng phía trước phúc tán mà đi. không gian thế mà xuất hiện đạo đạo nhỏ xíu gợn sóng, phía trước vạn trượng bảy tám người trong nháy mắt bị bao phủ đi vào. a, à, hai bên đang chuẩn bị công kích người đột nhiên thân hình dừng lại, trong đôi mắt đều là ngạc nhiên, giang giật khống chế tiếng đàn định hướng sở dĩ người của hai bên đều nghe không được tiếng đàn nhưng bọn hắn lại phát hiện giang giật người phía trước toàn bộ bưng lấy đầu trên không trung đau nhức gào giống lăn lộn con mắt một mảnh huyết hồng trên mặt đều là dữ tợn tựa như bị lệ quỷ quấn thân toàn bộ người bao quát phía trước hai cái phong vương cấp cường giả đồng dạng ôm đầu đầy mắt huyết hồng lăn lộn mọi người nhưng không nghe thấy tiếng đàn sở dĩ cảm giác vô cùng quỷ dị kinh khủng đây là thần thông gì a trong lúc vô hình có thể làm cho phong vương cấp chúng chiêu Hill cán thi hóa thành một đạo tàn ảnh bay đi, một cái đại thủ hung hăng đối một cái phong vương cấp cường giả ngược chộp tới. Giang giác, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phong vương cấp ngược chiến giáp tầng tầng bạo liệt, thân thể bị bắt đến nhão nhuệt, trong nháy mắt tử vong. Cán thi thân thể nhất chuyển, lợi trào lại đối một cái khác phong vương cấp chộp tới, đồng dạng nhẹ nhõm diệt sát cái thứ hai phong vương cấp. Phanh phanh phanh, còn lại phong hào thần đế càng đơn giản hơn, cán thi đùi quét qua, từng cái phong hào thần đế đầu nổ tung mấy lần quét ngang hạ mấy chục người hoặc là đầu nở hoa hoặc là thân thể vỡ nát toàn bộ đập xuống xuống dưới đi giang giật không có thời gian đi chém giết hai bên trái phải người khống chế cắn thi hướng nơi xa bay đi tựa như một đạo lưu quang hoa phá thiên tế tt tê tê, người của hai bên hít vào hai cái hơi lạnh nhìn qua bay thấp mà xuống thi thể sắc mặt đại biến vừa rồi tất cả mọi người không dám công kích sợ đả thương người một nhà giờ phút này nghĩ công kích giang giật cũng đã chạy trốn truy mặc dù giang giật giết phong vương cấp như ngắt chết kiến tộc nhẹ nhóm nhưng còn lại mấy cái phong vương cấp đều không do dự hướng giang giật điên cuồng đuổi theo đao lãnh hạ tử mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại giang giật lần này đao ra trả giá lớn như thế đại giới làm sao có thể trơ mắt nhìn xem giang giật đào tẩu hừ bên kia giang giật cảm nhận được mấy cái phong vương cấp bay vụt mà đến thân thể đột nhiên theo cán thi trong tay bay vọt mà ra đứng ở cán thi trên bờ vai cán thi thân cao ba trượng bả vai tựa như một cái bàn đá rộng như vậy, Giang giật tùy ý xếp bằng ở phía trên lấy ra cổ cầm bầy ở trên hai đầu gối, đột nhiên kích thích, từng đạo không gian gợn sóng hướng về sau mặt phúc tán mà đi. a à, mấy cái phong vương cấp thân thể toàn bộ bỗng nhiên giữa không chung, giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc biết vì sao kia hai cái phong vương cấp như thế. Bởi vì khoảng cách Giang giật mấy ngàn trượng, kia tiếng đàn vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, để bọn hắn con mắt đều biến đỏ, thân thể muốn động lại không động được, chỉ có thể che lỗ tai, chờ mắt nhìn qua giang giật biến mất ở phía xa. Cán thi tốc độ so phổ thông phong vương cấp đều nhanh, mọi người ngăn không được hắn, sợ rằng sẽ triệt để không cách nào kéo giang giật, thậm chí còn có thể mất dấu. Truy, mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là cắn giang lao nhanh, thần thức một mực khóa chặt phía trước giang giật. Đuổi theo ra đi chăm dặm mọi người thần thức dò xét đạo phía trước có một cái tiểu bí cảnh sắc mặt nhao nhao biến sắc, một cái phong vương cấp lập tức lấy ra ngọc phù liền muốn đưa tin, nhưng mà, không đợi hắn đưa tin, cái kia tiểu bí cảnh bên trong mấy chục cái cường giả tựu bắn ra. Bá bá bá, đằng sau đi theo mấy cái phong vương cấp sắc mặt biến đến trắng bệch, một người nghiêm nghị hét lớn công tử, mau trốn. Lời vừa ra khỏi miệng, người này liền biết hắn nói sai, dưới tình thế cấp bách thế mà không có truyền âm mà là trực tiếp hô lên. Xếp bằng ở cán thi trên lưng giang giật đôi mắt thoáng cái lãnh nhược hàn băng, đột nhiên khóa chặt kia mấy chục người bên trong một cái hoa bào người trẻ tuổi, khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong, thế mà đụng vào cầu phân trở, ở chỗ này có thể gặp được đao ra một cái công tử. Ách, cái kia hoa bào công tử tự nhiên là đao ra trước mắt đệ nhất công tử đao nhập, hắn lúc đầu tiềm phục tại Long Hà bí cảnh bên trong, đạt được đao lãnh đưa tin sau trước tiên dẫn người rút lui, vừa mới giấu đến cái này bí cảnh không lâu. Nguyên bản đao nhậm coi là đi vài trăm người chặn đường, bên kia đao nộ cùng đao lãnh đã đuổi tới, hắn trốn ở chỗ này hẳn là vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng cái này vài trăm người căn bản ngăn không được giang giật. Trốn, đã kia vài trăm người cũng đỡ không nổi bên cạnh hắn mặc dù có hai cái phong vương cấp hộ vệ khẳng định cũng ngăn không được hắn trước tiên hướng nơi xa bay đi bên người mấy chục người điên cuồng hướng giang giật đánh tới ý đồ yểm hộ đao nhậm thoát đi còn có thể trốn sao giang giật nghe nói qua đao nhậm danh tự nhưng chưa thấy qua sở dĩ hắn không biết đao nhậm thân phận nhưng nếu là công tử vậy khẳng định muốn bắt lại đây chính là vô cùng trọng yếu thẻ đánh bạc có thể làm cho hắn sống tiếp thẻ đánh bạc chương 1709, ta chờ chết tội. Bản nguyên áo nghĩa đại viên mãn, thiên tuyển vận luật cùng thần âm thiên ký hoàn mỹ dung hợp, tại tăng thêm sát lục chân ý tiến hóa sát khí, cái này ba loại cường đại thần thông dung hợp lại cùng nhau, uy lực phi thường khả quan. Chí ít giang giật đã chứng minh phổ thông phong vương cấp là tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Phía trước có mấy chục người vào tới, còn có hai cái phong vương cấp, tại giang giật trong mắt lại như gà đất chó xanh. Hắn không đợi đối phương công kích, bắt đầu đàn tấu cổ cầm, kia mấy chục người lập tức không cách nào đi về phía trước, ngoại trừ một người bên ngoài, người còn lại đều trên không trung thống khổ lăn lộn. Có một cái phong vương cấp linh hồn phải rất khá, thế mà không có bị tiếng đàn ảnh hưởng quá lớn, bất qua thân thể vẫn là không cách nào động đậy, con mắt đóng chặt. Hưu, cán thi bay đi một mảnh quét ngang, thế không thể đỡ, cán thi cường đại không cần hoài nghi, bình thường phong vương cấp coi như mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp đều có thể đánh giết. Nơi này phong vương cấp đều không phải là cường giả, nào có tư cách mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp. Giang giật ngồi tại cán thi vai rộng trên vai, cán thi hai cánh tay hoàn toàn chống đi, hai cái lợi chảo múa, những nơi đi qua từng cái phong hào thần đế bị xé nứt, nhẹ nhóm bị miểu sát. Ừ, tại cán thi hướng cái kia không có bị tiếng đàn ảnh hưởng rất lớn phong vương cấp phóng đi lúc, cái kia phong vương cấp đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, lợi kiếm trong tay đối giang giật ngực như thiểm điện đâm tới. Chết, người này không biết mới vừa rồi là ngụy trang, vẫn là giờ khác này ở nguy hiểm trí mạng phía dưới tỉnh táo lại, hắn coi thường cắn thi cái kia lợi trảo, trường kiếm mang theo đạo đạo màu đen lưu quang nổi giận một kích, ý đồ cùng Giang Giật đồng quy vô tận. Ken ken, khoảng cách gần như thế, Giang Giật không cách nào kịp phản ứng, hắn thân thể thậm chí đều không nhúc nhích, chỉ là đem cổ cầm thu nhập đi vào, mặc cho trường kiếm đâm chúng ngực. Một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, hỏa hoa lấp lánh, Giang Giật bị một cỗ cự lực đánh bay, nhưng Ngực Thiên Phong Giáp không có nửa điểm sự tình hắn vẻn vẹn cảm giác ngực có chút đau đau nhức thụ một chút vết thương nhẹ thôi a à, giang giật không có việc gì phong vương cấp lại có việc cắn thi lợi chảo đem hắn đầu trực tiếp cầm ra mấy cái huyết động trong nháy mắt tử vong bất quá giang giật bị đánh bay tiếng đàn ngừng rất nhiều người thanh tỉnh lại tranh tranh giang giật lấy ra cổ cầm tùy ý kéo một phát dây đàn thân thể nổ bắn ra mà đến những cái kia vừa mới thanh tỉnh người vừa thống khổ quay cuồng lên đổ sắt tiếp tục xong xong đao nhậm đang phi nước đại nhưng tốc độ có chút chậm, hắn đã chạy đi một chút khoảng cách, vẫn là nhận lấy tiếng đàn ảnh hưởng. Nghe đằng sau từng đạo kêu thảm, hắn cũng không dám quay đầu, chỉ có thể cắn răng đem hết toàn lực lao nhanh. Lần này lúc đầu đao nộ không cho phép hắn tới, hắn nhưng cố muốn theo tới, nói muốn tự thân cho đao phong báo thù. Kỳ thật hắn là muốn xác định chính mình đệ nhất công tử thân phận, để đao nộ càng tán thành hắn mấy phần, trước kia đao nộ một mực không thích hắn, cơ hội tốt như vậy hắn lại thế nào không biểu hiện thoáng cái, hắn rất yêu quý sinh mệnh của mình mặc dù tới nhưng không cùng đau nộ cùng một chỗ sợ ngoài ý muốn nổi lên tình huống bị giết dù sao long đảm bí cảnh bên kia là chiến trường sở dĩ núp ở bên này một cái tiểu bí cảnh bên trong lại không nghĩ rằng giang giật không có đi long đàm bí cảnh ngược lại hướng bên này bay tới hắn cảm giác chính mình so đậu nga còn oan lúc này mới trở thành đao gia đệ nhất công tử bao lâu a à mắt thấy là phải bộ đao phong theo gót ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động cầu sinh dục vọng để hắn tỉnh táo lại. Đúng rồi, thần độn phù, ta có thần độn phù A, ta là ngớ ngẩn A. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trên người hắn có một khối thần độn phù, vẫn không dùng tới qua, mới vừa rồi bị hù dọa quên cái này gốc dạ, bóp nát thần độn phù hắn liền có thể lập tức truyền tống về thanh vực. Ông, hắn giới chỉ phát sáng lên, một khối ngọc phù ra trong tay hắn, ngay tại hắn muốn bóp nát lúc, đằng sau một cỗ kinh khủng sóng nhiệt đột nhiên cuốn tới, để bên cạnh hắn nhiệt độ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố. Hắn căn bản không kịp bóp nát thần độn phù, đau đến ở giữa không trung quay cuồng lên. Hưu, Giang giật khống chế cán thi bay vụt mà đến, một phát bắt được giữa không trung thần độn phù, hắn có chút đáng tiếc khe khẽ thở dài. Hắn chỉ còn lại hai đoàn dung hợp hỏa diễm, bị ép lại dùng một đoàn. Đây là bị buộc không có biện pháp, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem đao nhậm truyền tống đi. Đao nhậm không có đạo thiên linh bảo chiến giáp, thứ này quá chân quý, coi như đao ra khẳng định cũng không nhiều. Không bằng hắn trên người có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, giang giật cũng không có thả ra một đoàn hoàn chỉnh hỏa diễm, sở hữu đao nhậm thân thể bị đốt thành trọng thương vẫn chưa có chết đi, bất quá giờ phút này thoi thóp, cách cái chết cũng không xa. Giang giật một bả nhấc lên đao nhậm, khống chế cắn thi tiếp tục hướng bắc mới bay đi. Chiến đấu mới vừa rồi chỉ là dùng hai hơi thời gian, truy binh phía sau mặc dù tới gần, nhưng nhẹ nhóm có thể thoát khỏi. Đừng đuổi theo, nếu không ta đưa ngươi ra công tử từng khối xé rách ném cho các ngươi. Tại giang giật ném ra ngoài một câu về sau, người phía sau triệt để mộng không dám đuổi. Đao nhậm thế nhưng là đao nộ nhi tử, mặc dù đứa con trai này đao nộ không thế nào thích, nhưng đao nhậm nói thế nào là đao ra đệ nhất công tử, như bị giang giật giết, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Rất tốt, giang giật dò xét đến người phía sau đều ngừng lại, lập tức tinh thần chấn động. Công tử này xem ra tại đao gia thân phận rất cao, có người này trong tay, chỉ ít hắn có thể kéo càng dài lâu thời gian chờ đến ngụy thiên vương bọn họ chạy tới hắn lấy ra mấy cái thuốc chữa thương nhét vào đao nhậm trong miệng xác định hắn không chết được đem hắn ném vào hỗn nguyên châu bên trong hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dùng thần thức dò xét bốn phía tình huống bảo đảm sẽ không có người tập kích phía dưới đem hắn chém giết hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong huyền hoàng chi lực nhiều lắm gần như dùng không hết đầy đủ duy trì cán thi một hai tháng liên tục phi hành Giang giật căn bản không sợ tiêu hao, liên tục không ngừng quán chú đi vào, để cắn thi tốc độ đạt tới cực hạn, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Hơn 300 người đứng ngạo nghễ trong hư không, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều có chút mờ mịt thất thố. Một tên phong vương cấp lão giả, nhìn qua một người khác nhìn tương đối uy nghi lão giả hỏi, làm sao bây giờ, lục ca? Ta làm sao biết, uy nghi lão giả mặt mũi tràn đầy âm trầm, chờ một hồi cắn răng nói ra, chậm rãi đuổi theo, đại gia thành hình quạt tách ra, coi như đuổi không kịp cũng muốn đại khái xác định giang giật hướng bên nào chạy trốn, chờ gia chủ tới lại nói. Tốt, nghe được gia chủ hai chữ, tất cả mọi người khóe miệng giật một cái, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Không có ngăn lại giang giật coi như xong, thế mà liền đao nhậm đều bị giang giật bắt, bọn hắn đều không thể tưởng tượng các loại chờ, đao nộ tới, được biết tình huống sau hội bộc phát ra cỡ nào kinh thiên chi nộ. Mọi người thành hình quạt phân bố hướng phía trước đuổi theo, đang đuổi ba nén hương thời gian về sau, đao nộ cùng đao lãnh rốt cuộc chạy tới đuổi kịp đại bộ đội. Lão lục, giang giật đầu đao lãnh thần thức quét tới, thật xa tự khóa chặt uy nghi lão giả truyền âm nói. Lão giả sắc mặt biến đến vô cùng nổi giận cùng hổ thẹn, thân thể ngừng lại, chờ đao nộ cùng đao lãnh đuổi kịp về sau, quỳ một chân xuống đất, bẩm báo nói, gia chủ, lãnh ra, ta chờ chết tội, không có ngăn lại giang giật. Mà lại, mặc cho công tử còn bị giang giật bắt, lão người ba mấy người bọn họ bị giang giật chém giết. Cái gì? đao nộ cùng đao lãnh sắc mặt đại biến, sát khí trên người cuồn cuộn mà ra, xông thẳng tới chân trời, đao nộ nổi giận giống to, giang giật, hôm nay không giết ngươi, ta đao nộ thể không làm người, a à, a à. Tiếng giống dùng thiên lực quán chú, vang vọng phương viên vạn lý, thật lâu không ngừng. chương 1710, lợi hại, bên này đao lãnh cùng đao nộ nổi giận đuổi theo giết giang giật. Bên kia Long đàm bí cảnh phương viên số ngàn vạn dặm vô số hỗn độn thần chu theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, khắp thiên đều là đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao vây. Đây là mấy năm qua, cửu dương quân xuất động số người nhiều nhất một lần chiến tranh. Ngoại trừ sáu cái quân đội bên ngoài, toàn bộ cửu dương quân đều vận dụng, tại ngụy thiên vương mệnh lệnh dưới, cưỡi truyền tống trận đã tới hư không bên ngoài, chỉ có lại từ từng cái chạm trung chuyển bên trong truyền tống, đi long đảm bí cảnh bốn phía gần nhất chạm trung chuyển, cuối cùng cưỡi hỗn độn thần chu xuất phát. Sang giật rời đi phi vũ bộ mới bao lâu, vẹn vẹn mới 10 canh giờ, cửu dương quân mấy ngàn vạn đại quân đều toàn bộ đã tới hư không bên ngoài, từ nơi này đó có thể thấy được cửu dương quân quân kỳ cùng tốc độ phản ứng. Bất quá cửu dương quân một mực tại chấp hành các loại nhiệm vụ, thường xuyên xuất nhập hư không bên ngoài tác chiến, thời khắc đều là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hiệu suất cao phi thường bình thường. Hai cái thiên vương thống chủ toàn quân, khống chế đại quân hình thành một cái cự đại vòng vây nhanh chóng thu lưới. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương hai người đơn độc hành động, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Long Đàm bí cảnh tại đao nộ cùng đao lãnh đuổi theo giết giang giật thời điểm, hai người đã không sai biệt lắm nhanh đến long đảm bí cảnh phụ cận. Hưu, hai người như lục đạo như lưu quang vạch phá bầu trời, lại giống là hư không loạn lưu người bình thường căn bản thấy không rõ hai người mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang hiện lên, biến mất ở phía xa hắc ám bên trong. Hai người trên mặt đều là cấp bách, đao ra như thế hao tổn tâm cơ muốn chém giết giang giật, vận dụng nhiều người như vậy lực vật lực, hai người mơ hồ suy đoán đao ra chân chính mục đích bọn hắn muốn từ giang giật trong miệng đạt được thiên đế tin tức. Nói một cách khác, đao ra hoặc là thanh đế, không biết làm sao biết được giang giật là thiên đế truyền nhân sự tình. Tóm lại khẳng định hoài nghi giang giật cùng thiên đế có một loại nào đó quan hệ, không phải bởi vì một cái giang giật còn không đáng đến đại động can qua như vậy. Đao ra coi trọng, để cho hai người càng thêm kết luận giang giật cái này thiên đế truyền nhân thân phận. Cửu dương quân làm thiên đế quân cận vệ, làm sao có thể trơ mắt nhìn lên trời đế truyền nhân bị giết mặc dù còn không biết cái này truyền nhân có hay không năng lực đáng giá bọn hắn đi theo, nhưng ít ra cũng phải cấp hắn cơ hội cùng thời gian. Thiên đế truyền nhân có thể là phế vật, bọn hắn có thể không đi theo thiên đế truyền nhân, nhưng tuyệt đối phải ra sức bảo vệ hắn, bởi vì giang giật là cửu dương thiên đế chọn chúng người. Hai nén hương về sau, hai người rốt cục đã tới Long Uyên bí cảnh, hai người cường đại thần thức phát hiện giang giật chiến đấu qua vết tích. Bất quá bị chém giết thi thể đã hóa thành cho tàn, chỉ có thể mơ hồ dò xét đến một chút vết máu. Không đúng, có người, Ngụy Thiên Vương trong con người đột nhiên tinh mang lóe lên, thân thể như diều hâu hướng lòng nguyên bí cảnh đầu kia to lớn vực sâu bay đi. Nhưng không đợi hắn bay xuống vực sâu, hắn thân thể đột nhiên bỗng nhiên giữa không chung, phía dưới sáng lên một đạo quang mang chói mắt, tiếp lấy một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, sơn dao động động, trên vực sâu cự thạch lăn xuống, đinh tai nhức óc nổ vang tại trong vực sâu quanh quẩn không ngớt. Tự bảo, Vân Thiên Vương trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đao ra đây là không định lưu lại nửa điểm chứng cứ sao lưu thủ trinh sát thế mà tự bạo như thế dứt khoát quả quyết. Lão nhị, đừng xem, nhanh đi long đàm bí cảnh. Ngụy Thiên Vương dừng một chút, thân thể hóa thành một đạo lưu quang về phía tây bên cạnh bay đi. Vân Thiên Vương tỉnh ngộ lại lập tức đuổi theo kịp, cái này trinh sát tự bạo trước khẳng định thông chi long đàm bí cảnh bên trong người. Hai người cấp tốc hướng long đàm bí cảnh bay đi, vẻn vẹn hao tốn gần nửa canh giờ tụu đã tới bí cảnh bên ngoài. Mà tại phụ cận bí cảnh bên trong, hai người không còn có dò xét đến bất kỳ trinh sát. Đi vào, Ngụy Thiên Vương một ngựa đi đầu, hướng bí cảnh bên ngoài hồng mông cương khí cuồng bạo phóng đi, trong tay hắn sáng lên một đạo quang mang trực tiếp đâm xuyên mà tiến, Vân Thiên Vương đi theo phía sau hắn, hai người nhẹ nhàng tùng đi vào bí cảnh. Hưu, đi vào hai người thần thức giống như như thủy triều tản ra, dò xét tra lý mặt tình huống. Nhưng mà, để cho hai người kinh ngạc là, bọn hắn dò xét phạm vi bên trong một người không có, cấp thấp minh sứ ngược lại là phát hiện không ít đi, lòng đàm bí cảnh phi thường lớn, coi như hai người thần thức đều không thể bao trùm, hai người khóa chặt trong sách quý một tòa hồ lớn, nhanh chóng bay đi thần thức tiếp tục dò xét. Xuống dưới, hồ vô cùng sâu, hai người đến mặt hồ hậu thân con hướng đáy hồ bay đi, thần thức thì hướng dưới hồ dò xét. Rất nhanh hai người sắc mặt lần nữa đại biến, đáy hồ một người không có, bất quá hai người tại đáy hồ thấy được hai tòa đại trận, nhưng cái này hai tòa đại trận một cái bị hủy, một cái đã nứt ra, một tòa đại trận bọn hắn hết sức quen thuộc, trước đó tự nhìn qua, liền là phong thần khốn ma trận, cái kia ấn thạch bên trong hình tượng chính là chỗ này. Bất quá ấn thạch hình tượng, nơi này khốn trụ ba người, giờ phút này ba người biến mất vô tung vô ảnh, đại trận cũng bị phá hủy. Mị ảnh vương ba người không biết bị giết, vẫn là bị mang đi. Một cái khác là một cái truyền tống trận, rõ ràng tu kiến cũng không có quá lâu, giờ phút này truyền tống trận đã đã nứt ra. Điều này nói rõ truyền tống trận liên tiếp một đầu khác đã hủy đi, dẫn đến bên này truyền tống trận dạn nứt. Lợi hải cứ việc nội tâm nổi giận, nhưng Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương không thể không bội phục đau nổi giận. Long Đàm bí cảnh người có thể chuyển di không lâu, Long Uyên bí cảnh bên trong cái kia trinh sát sau khi chết, bên này người lập tức truyền tống rời đi, sau đó hủy đi truyền tống trận. Tất cả chứng cứ đều hủy đi, coi như biết rõ là đau ra người, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Giang giật đâu chẳng lẽ bị giết, trong hai người bắt đầu lo lắng, Giang giật hẳn là so với bọn hắn sớm một chút đến, dù sao Giang giật cưỡi truyền tống trận vượt ngang mấy trong đó chuyển chạc, so với bọn.